Xin chào các bạn, tôi là Zhang MJ. Xin giới thiệu với các bạn cuốn sách Đắc Nhân Tâm của Dan Carnegie. Làm thế nào để thu được hiệu quả lớn nhất từ cuốn sách này? Nếu bạn muốn thu được lợi ích tối đa từ cuốn sách này, có một điều kiện bắt buộc, một điều kiện cơ bản quan trọng hơn bất cứ một nguyên tắc nào, bạn phải có được điều kiện này. Nếu không thì dù bạn có nghiên cứu thế nào thì tác dụng cũng chẳng được bao nhiêu. Điều quan trọng đó là gì vậy? Đó chính là mong muốn được học tập một cách chủ động, sâu sắc, một quyết tâm mạnh mẽ muốn tăng khả năng ứng xử đối với người khác của bạn. Vậy làm thế nào để bạn đạt được trạng thái như vậy? Hãy thường xuyên nhắc nhở chính mình để bạn nhớ rằng những nguyên tắc này quan trọng đến mức nào đối với bạn. Hãy tưởng tượng rằng nếu những nguyên tắc này được vận dụng đúng, bạn sẽ được tiếp xúc với môi trường muôn hình muôn vẻ, về phương diện kinh tế lại càng có nhiều hỗ trợ. Bạn hãy luôn nói với chính mình rằng mình được người khác hoan nghênh, những niềm vui mà mình có, mức thù lao mà mình đạt được đều là do mình biết những kỹ năng ứng xử với mọi người. Hãy đọc lướt qua một chương, bạn sẽ có được một khái niệm. Có thể bạn muốn đọc tiếp chương sau ngay, nhưng tôi hy vọng bạn sẽ không làm như vậy, trừ phi bạn muốn lãng phí thời gian vào việc đọc quá quýt. Nếu bạn đọc vì muốn tăng thêm những kỹ xảo cho quan hệ giữa người với người, bạn nên đọc chương đó thật kỹ lưỡng đây mới chính là cách tiết kiệm thời gian và cũng là biện pháp hiệu quả nhất trong lúc đọc bạn có thể dừng lại giây lát suy nghĩ xem mình đã đọc được những gì bạn hãy tự đặt câu hỏi cho mình ở đâu và lúc nào bạn sẽ vận dụng những kiến nghị trong sách này như thế nào khi đọc cuốn sách này bạn nên cầm trên tay một chiếc bút đỏ khi gặp những kiến nghị mà bạn nghĩ mình có thể vận dụng được hãy gạch dưới dòng chữ đó nếu bạn thấy một kiến nghị nào đó quá hay hãy đánh ký hiệu x hoặc ký hiệu đặc biệt của bạn ở bên cạnh những cuốn sách có những đường gạch chân và những ký hiệu sẽ khiến bạn càng hứng thú hơn cũng có thể ôn tập lại nhanh chóng và hiệu quả hơn và đem lại cho bạn nhiều lợi ích hơn. Tôi có quen một người, anh ta làm ở công ty bảo hiểm rất lớn, đảm nhiệm chức vụ giám đốc đã 15 năm. Tháng nào anh ta cũng đọc lại những đơn bảo hiểm mà công ty anh đã phát ra. Anh ta đọc đơn bảo hiểm như thế hàng tháng, hàng năm. Anh ta làm vậy để làm gì? Bởi vì kinh nghiệm cho anh biết đó là cách duy nhất để anh nhớ được những điều khoản trên đơn bảo hiểm. Có một lần tôi gần như đã phải mất 2 năm để viết bản thảo cho một bộ sách về thuật diễn giảng. Tôi phát hiện ra rằng phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần mới có thể nhớ rõ được nội dung của bản thảo. Do vậy, muốn đạt được những lợi ích thực sự và lâu dài từ cuốn sách này, bạn không thể chỉ xem lướt qua một lần mà đã cho là đủ. Sau khi đã đọc kỹ, mỗi tháng bạn nên dành ra một chút thời gian để ôn tập lại nó. Nên đặt sách trên mặt đọc của bạn, thỉnh thoảng giờ nó ra xem. Đừng quên rằng chỉ khi ôn tập một cách lâu dài và sâu sắc, bạn mới có thể vận dụng những nguyên tắc này nhuẩn nhuyễn như một thói quen được. Xavier đã từng nói, nếu bạn dạy một người nào đó làm việc gì thì người ấy sẽ mãi mãi không chịu tự đi học. Ông nói đúng. Học tập là một quá trình tự động, vì vậy nếu bạn muốn vận dụng thành thạo những nguyên tắc nghiên cứu trong cuốn sách này, nên biết áp dụng chúng bất cứ khi nào có cơ hội. Nếu không làm như vậy, bạn sẽ nhanh chóng quên sạch những nội dung mà bạn đã đọc được trong sách. Nguyên nhân chính là ở chỗ chỉ những kiến thức mà bản thân bạn đã từng vận dụng mới được lưu lại một cách sâu sắc trong đầu bạn. Có thể bạn sẽ cảm thấy thực hành những nguyên tắc này mọi lúc mọi nơi là một việc khó. Đúng vậy, chính tôi cũng có cảm giác ấy, vì khi viết xong cuốn sách này thì việc thực hiện những chủ trương mà chính tôi đề ra vẫn làm việc rất khó khăn đối với tôi. Tôi có thể đưa ra một ví dụ thế này. Khi ai đó làm bạn không vui, việc kêu ca và trách móc sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc hiểu được quan điểm của người đó. Nói cách khác, tìm ra những điểm sai sót của người khác dễ hơn nhiều so với việc tìm ra những điểm đáng ca ngợi của họ. Nói về cái mà bạn cần, rõ ràng là sẽ tự nhiên hơn rất nhiều so với việc nói ra cái mà người khác cần. Do vậy, khi đọc cuốn sách này, có một điểm mà bạn đừng quên. Bạn không chỉ nắm được những tri thức trong sách, mà đồng thời cũng phải hình thành cho mình một thói quen mới. Việc thể nghiệm một phương thức sống mới đòi hỏi thời gian, sự kiên trì và sự thực hành hàng ngày. Vì thế, bạn phải thường xuyên đọc lại cuốn sách này, coi nó như một cuốn cẩm nang về giao tiếp và ứng xử. Bất kể lúc nào, nếu bạn gặp một vấn đề đặc thù, ví dụ như làm thế nào để quản lý con cái, làm thế nào để vợ bạn làm theo ý mình, làm thế nào để thỏa mãn một vị khách hàng khó tính, đây đều là những việc bạn thường xuyên gặp phải. Khi dở cuốn sách này ra, thử làm theo những đề nghị trong đó, chưa biết chừng bạn sẽ có những phát hiện kỳ diệu. Đây có thể coi là một thể nghiệm độc đáo và mới lạ hơn. Khi vợ con hay đồng nghiệp của bạn phát hiện ra bạn đã vi phạm một nguyên tắc nào đó, bạn có thể bỏ ra vài đô, coi đó như một khoản tiền phạt cho bản thân. Một vị giám đốc của một ngân hàng nổi tiếng ở phố Wall có lần trong bài diễn thuyết tại lớp học của tôi đã nói về một biện pháp rất có hiệu quả để cải thiện chính mình. Vị giám đốc này chỉ được học ở trường lớp chính quy trong một thời gian rất ngắn. Nhưng bây giờ ông đã là một nhà quản lý tài chính rất được trọng thị ở Mỹ. Ông cho rằng thành tựu hôm nay mà ông có được là do phương pháp mà tôi đã nghĩ ra. Dưới đây là cách làm của ông. Tôi sẽ trình bày lại những điều vị giám đốc này đã nói trong hôm đó. Những năm gần đây, tôi luôn có một cuốn sổ hẹn ghi lại thời gian các cuộc hẹn. Thư ký của tôi không bao giờ thay tôi sắp xếp lại các cuộc hẹn vào ngày thứ bảy vì cô ấy biết tôi tranh thủ thời gian tối thứ bảy để tự kiểm điểm mình. Vào buổi tối hôm ấy, sau khi ăn tối, tôi ngồi một mình trong phòng lật trở lại cuốn sổ hẹn của mình, nhớ lại một tuần đã qua những cuộc hội đàm, thảo luận và các cuộc họp. Tôi tự hỏi lần đó mình đã làm sai những gì và làm thế nào mới là đúng và từ những kinh nghiệm đó tôi rút ra được bài học gì. Tôi phát hiện ra rằng mỗi lần suy nghĩ như vậy tôi cảm thấy không vui và thường xuyên rất ngạc nhiên về những sai lầm của mình. Qua vài năm, những sai lầm như thế giảm dần và cuối cùng là không còn phát sinh nữa. Bây giờ sau những lần tự suy xét như vậy, năng lực tự phân tích, tự giáo dục của tôi không ngừng tăng lên. Biện pháp này hữu ích hơn tất cả những biện pháp mà tôi đã từng thử nghiệm. Nó còn giúp tôi cải thiện năng lực giao tiếp, rất có lợi cho tôi khi tiếp xúc với mọi người. Tại sao không dùng biện pháp tương tự như vị giám đốc ngân hàng này để kiểm điểm mức độ thực hiện những nguyên tắc trong cuốn sách này của bạn? Nếu làm như vậy, bạn sẽ đạt được hai kết quả. Thứ nhất, bạn sẽ phát hiện mình đang theo học một giáo trình rất thú vị và quý báu. Thứ hai là bạn sẽ cảm nhận được sự trưởng thành và phát triển dần dần trong kỹ năng giao tiếp ứng xử với người khác có thể có thêm một cuốn sổ ghi chép mỏng ghi lại những hiệu quả thực hiện những quy tắc này của bạn hãy ghi thật rõ ràng ngày tháng hiệu quả đạt được tên họ của đối phương sử dụng cuốn sổ như vậy sẽ khích lệ bạn cố gắng hơn nữa sự ghi chép này là một công việc thú vị và có ý nghĩa để thu được nhiều hiệu quả hơn từ cuốn sách này bạn cần một hình thành một thói quen chủ động nghiên cứu quan hệ giao tiếp giữa người với người một mong muốn vận dụng thành thạo nó hai trước khi bắt đầu đọc một chương mới hãy đọc lại kỹ lưỡng chương trước hai lần ba trong khi đọc hãy thường xuyên dừng lại và tự hỏi làm thế nào bạn mới có thể thực hiện được những kiến nghị trong sách này? 4. Hãy đánh những ký hiệu ở những câu có ý nghĩa quan trọng. 5. Ôn tập lại cuốn sách này theo tháng. 6. Mỗi khi có cơ hội, hãy thực hiện những nguyên tắc này. Hãy coi cuốn sách như một cuốn cẩm nang giúp bạn giải quyết những vấn đề hàng ngày gặp phải. 7. Mỗi lần bạn bè của bạn phát hiện ra bạn đã vi phạm một nguyên tắc nào đó, hãy nộp cho người ấy vài đô và biến việc học tập của bạn trở thành một trò chơi đầy thú vị. 8. Mỗi tuần hãy tự kiểm điểm một lần, tự hỏi xem mình đã phạm bao nhiêu sai lầm, có những điểm gì cần sửa đổi và sau này nên làm như thế nào. 9. Có thể thêm một cuốn sổ mỏng ghi lại bà đã vận dụng những nguyên tắc này vào lúc nào và như thế nào. Lời tựa của Dale Carnegie 35 năm nay, giới xuất bản của Mỹ đã xuất bản hơn 2 vạn bộ sách các loại Trong đó đa phần rất khô khan và vô vị, rất nhiều bộ sách bị thua lỗ Người quản lý một nhà xuất bản được xếp vào hàng đầu thế giới gần đây đã thú thực với tôi Công ty của ông đã có 75 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất bản Nhưng cứ xuất bản 8 cuốn sách thì có tới 7 cuốn bị thua lỗ Vậy thì tại sao tôi lại còn dám mạo hiểm viết cuốn sách này? Và hơn thế, sau khi tôi biết xong tại sao bạn lại phải mất công đọc nó làm gì? Đúng vậy, đây là hai vấn đề rất đáng được quan trọng. Để giải thích rõ quá trình hoàn thành cuốn sách này, Tôi cần nhắc lại sơ qua vài chi tiết mà Lowell Thomas đã đề cập trong lời nói đầu. Bắt đầu từ năm 1933, tôi tổ chức một chương trình dạy cho giới thương nhân và các nghề khác nhau tại New York. Ban đầu tôi chỉ giảng với diễn thuyết, mục đích của giáo trình này là vận dụng những kinh nghiệm thực tiễn, đào tạo những người trưởng thành trong hiệp đàm thương mại và với tập thể để họ có thể phát biểu một cách rõ ràng, khúc chiết và hiệu quả những ý tưởng, những quan điểm của mình. Tuy nhiên, qua một vài thời kỳ, tôi phát hiện ra rằng những người này tuy rất cần sự đào tạo về nói năng, sau một nhu cầu còn mức thiết hơn của họ chính là việc được đào tạo những kỹ năng giao tiếp hàng ngày trong cuộc sống. Chính bản thân tôi cũng dần cảm thấy mình rất cần sự đào tạo này. Tôi nghĩ lại tình hình những năm qua và cảm thấy hốt hoảng. 20 năm trước, giá mà tôi có cuốn sách này trong tay, giá trị của nó thật khó mà đo đếm được. Ứng ừ xử thế nào với mọi người, đó là vấn đề lớn nhất mà bạn gặp phải. Nếu bạn là một thương nhân, vấn đề này càng đáng coi trọng. Và cho dù bạn là một kế toán, một bà chủ gia đình, một kiến trúc sư hay một công trình sư cũng vậy. Mấy năm trước đây, một cuộc điều tra và nghiên cứu với sự trợ giúp về vốn của quỹ Carnegie đã có một phát hiện quan trọng. Phát hiện này về sau đã được Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Carnegie chứng minh. Tư liệu từ cuộc điều tra này cho thấy, thành công của một người trong lĩnh vực kinh tế có 15% từ trí lực và kỹ thuật của bản thân người đó, 85% còn lại là do sự giao tiếp, năng lực biểu đạt ý kiến và kích thích sự nhiệt tình của người khác. Vài năm trước, mỗi kỳ giảng cho Hiệp hội Công trình sư Philadelphia, tôi cũng đồng thời mở lớp giảng cho chi hội của Hiệp hội Công trình cơ điện Mỹ. Tổng cộng đã có đến hơn 1.500 công trình sư đã đến tham dự lớp học của tôi. Sau khi họ đến lớp học của tôi, do nhiều năm kinh nghiệm và quan sát, cuối cùng đã phát hiện ra rằng những người được hưởng thù lao cao lại không phải là những người hiểu biết nhất về xây dựng. Mỗi tuần chúng ta có thể trả từ 25 đến 50 đô la để thuê một nhân viên có chuyên môn xây dựng, kế toán hay những chuyên ngành khác. Những dạng năng lực chuyên môn này có đầy trên thị trường lao động. Nhưng ngoài kỹ thuật và trí thức, nếu có thêm năng lực biểu đạt những suy nghĩ của chính mình, có năng lực lãnh đạo, có năng lực khích lệ người khác thì thu nhập của anh ta tự nhiên sẽ cao lên. John Rockefeller khi ở đỉnh cao sự nghiệp đã từng nói: Năng lực ứng xử là một mặt hàng có thể mua bán được, cũng giống như đường và cà phê vậy. Ông cũng nói, Đối với loại năng lực ấy, tôi sẵn sàng trả thù lao và giá của nó cao hơn bất cứ thứ gì trên thế giới. Đại học Chicago đã tổ chức một cuộc điều tra cuối cùng. Họ đã quyết định được cái gì cần phải nghiên cứu. Cuộc nghiên cứu đã tiêu tốn 25.000 đô la và thời gian 2 năm. Phần cuối của cuộc điều tra được tiến hành tại thị trấn Meriden. Đây được coi là một thị trấn Mỹ điển hình. Mỗi người thành niên ở thị trấn đều là một đối tượng điều tra và họ phải trả lời 156 câu hỏi. Những câu hỏi đại loại như ngành nghề của bạn là gì, trình độ học vấn của bạn như thế nào, mong muốn của bạn là gì? những vấn đề nào mà bạn cần phải giải quyết? bạn sử dụng thời gian dỗ như thế nào? thu nhập của bạn là bao nhiêu? sở thích của bạn là gì? bạn thích học môn gì nhất? các câu hỏi mà các nhân viên điều tra đặt ra đều thuộc dạng này. Kết quả cuộc điều tra cho thấy sức khỏe là điều mà người bình thường quan tâm nhất. Sau đó hứng thú thứ hai là họ làm thế nào để hiểu được, giao tiếp được với người khác, làm thế nào để người khác thích bạn và đồng tình với cách nghĩ của bạn. Ủy ban tổ chức cuộc điều tra này quyết định thiết lập một chương trình học cho những người thanh niên này. Họ cố gắng tìm kiếm một bộ sách thực dụng với nội dung như vậy, nhưng không thể tìm được. Cuối cùng họ tìm đến một nhà giáo dục trưởng thành nổi tiếng thế giới và hỏi ông có cuốn sách nào phù hợp với nhu cầu của những người trưởng thành này không. "Không có. Tuy tôi biết những người đó cần gì, nhưng loại sách mà họ cần vẫn chưa có ai viết cả." Nhà giáo dục trả lời. "Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi biết điều mà nhà giáo dục kia nói là đúng. Chính bản thân tôi cũng đã mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm một bộ sách thực dụng, hiệu quả về quan hệ giữa người với người. Do có rất nhiều người mong muốn có một cuốn sách như thế, tôi đã quyết định thử viết một cuốn, đó chính là cuốn này." Tôi viết nó cho lớp học của tôi và hy vọng bạn cũng sẽ thích nó. Để chuẩn bị cho việc viết cuốn sách này, tôi đã đọc tất cả những tài liệu mà tôi có thể tìm thấy liên quan đến lĩnh vực này, bao gồm mục thư và trả lời thư của báo Dix, ký lục của tòa án ly hôn, tạp chí cha mẹ và rất nhiều những tác phẩm nổi tiếng khác. Đồng thời, tôi cũng thuê một người đã qua đào tạo để đi nghiên cứu tìm hiểu. Anh ta đã mất một năm rưỡi đến mọi thư viện để đọc những tài liệu mà tôi còn bỏ sót, những chuyên đề về tâm lý học, các bài viết, những ghi chép về các vĩ nhân để tìm hiểu xem những nhân viên lớn của các thời đại đã giao tiếp và ứng xử như thế nào. Chúng tôi đã đọc qua những bài ghi chép về những vị nhân của mọi thời đại, những câu chuyện về cuộc đời của các vị lãnh tụ từ Caesar đến Edison. Những ghi chép về tổng thống Roosevelt, tôi đã sưu tập được đến hơn 100 cuốn. Tôi đã quyết tâm không tiếc thời gian và tiền của để tìm ra tất cả những ý kiến thiết thực về việc kết bạn và tác động đến người khác mà bất cứ người nào từ xưa đến nay đã từng nêu ra. Chính bản thân tôi cũng đích thân đến viếng thăm rất nhiều nhân vật thành công nổi tiếng thế giới, chỉ để tìm hiểu từ bản thân họ những kỹ năng mà họ đã vận dụng trong quan hệ với mọi người. Qua những tư liệu này, tôi đã chuẩn bị một bản thảo diễn thuyết ngắn gọn Lấy tên là làm thế nào để kết bạn và ảnh hưởng đến người khác. Ban đầu bản thảo này khá ngắn gọn, sau đó nội dung của nó ngày càng phát triển thêm và giờ thì nó đã là một bản diễn thuyết kéo dài một tiếng rưỡi đồng hồ. Những năm gần đây, mỗi kỳ giảng tại Viện Nghiên cứu Carnegie ở New York, tôi đều giảng bài diễn thuyết này cho họ nghe và đề nghị họ thực hành những điều đó trong công việc và trong cuộc sống, sau đó quay lại lớp học và kể lại những thành tựu mà họ đạt được. Đó đã là một giáo trình siêu bao thú vị. Cuốn sách này được hoàn thành không theo những quy luật viết sách thông thường. Nó dân trưởng thành giống như một đứa trẻ. Nó ra đời và phát triển trong phòng thử nghiệm là sự đúc rút kinh nghiệm của hàng nghìn người. Nhiều năm trước, chúng tôi in những quy tắc này trên một tấm cát không to hơn một tấm bưu thiếp. Đến lần sau, chúng tôi in trên một tấm cát lớn hơn, sau đó là một cuốn tập nhỏ, rồi một cuốn sách nhỏ. Sau mỗi lần như vậy, kích thước và phạm vi của cuốn sách đều được mở rộng và bổ sung. Cho đến nay, qua 15 năm nghiên cứu và thử nghiệm mới cho ra được cuốn sách này. Những quy tắc mà chúng tôi đề ra trong sách không chỉ là lý luận mà hơn thế, nó còn có hiệu lực rất kỳ diệu. Nghe qua có vẻ khó tin, nhưng sự ứng dụng của những quy tắc này thực sự đã thay đổi thói quen và cuộc sống của không ít người. Có một ví dụ thế này. Trước đây, ông chủ của một công ty có 314 nhân viên đã tham dự lớp học này. Nhiều năm nay, ông không bao giờ biết kiềm chế, luôn mắng mỏ, phê bình, trách móc nhân viên. Những từ nhân từ, đạo nghĩa và khích lệ không bao giờ được nói ra từ miệng của ông cả. Nhưng sau khi nghiên cứu những nguyên tắc được thảo luận trong bộ sách, ông chủ lớn này đã thay đổi nhân sinh quan của mình. Ở công ty mà ông lãnh đạo xuất hiện một không khí hợp tác nhiệt tình, trung thực. 314 kẻ thù trước đây đã biến thành 314 người bạn. Trong một lần diễn thuyết tại lớp học, ông chủ này đã đắc ý nói Trước đây, khi đi vào công ty của mình, chẳng có ai thèm chào tôi cả. Các nhân viên của tôi khi thấy tôi đến gần đều quay mặt đi. Nhưng giờ thì tất cả họ đều là bạn của tôi. Ông chủ này giờ đây càng làm ăn lời lãi, càng có thêm thời gian rảnh rỗi và một điều quan trọng hơn nữa là ông có thêm càng nhiều niềm vui cho công việc cũng như trong cuộc sống gia đình. Có rất nhiều nhân viên bán hàng sau khi vận dụng những nguyên tắc này, doanh số bán hàng của họ đột ngột tăng. Có rất nhiều người trước đây không chịu mua hàng thì nay đã trở thành những khách hàng mới của họ. Còn những nhân viên cao cấp của công ty thì càng có thêm nhiều quyền hạn và được tăng thêm lương bổng. Có một nhân viên cao cấp kỳ học trước đến lớp học đã làm một bản báo cáo, nói rằng nhờ thực hiện những nguyên tắc này mà anh đã được tăng lương thêm 5.000 đô một năm. Ngoài ra còn có một nhân viên cao cấp của công ty ga vì không có khả năng lãnh đạo người khác nên đã có quyết định bị giáng chức. Nhưng sau khi trải qua chương trình đào tạo này, không những ông đã thoát khỏi nguy cơ giáng chức ở tuổi 65 mà đồng thời còn được thăng chức và đãi ngộ. Trong bữa tiệc kết thúc khóa học, một vài vị phu nhân đã nói với tôi rằng từ khi chồng của họ tham gia vào chương trình đào tạo, gia đình của họ càng thêm vui vẻ và hạnh phúc. Một giáo sư của trường Đại học Harvard đã nói, nếu so với những thành tựu mà đáng lẽ chúng ta phải giành được thì chúng ta hiện giờ chỉ là một cái gì đó mờ mờ ảo ảo, chúng ta chỉ mới sử dụng được một phần rất nhỏ năng lượng của mình. Ở điểm cực hạn, chúng ta có thể huy động được nhiều năng lượng lớn hơn thế, nhưng chúng ta không có thói quen tận dụng nó. Những năng lượng mà bạn chưa tận dụng hết đang tiềm tàng ở trong bạn. Mục đích duy nhất của tôi là giúp bạn phát hiện ra nó, khai thác nó và tận dụng nó. Đó là một tài sản đang ẩn giấu trong bạn mà bạn chưa biết cách sử dụng. Nếu sau so khi đọc hết ba chương của cuốn sách này, Việc giải quyết những rắc rối về ứng xử trong công việc và trong cuộc sống của bạn không trở nên dễ dàng hơn thì ít nhất đối với bạn, cuốn sách này là một sự thất bại. Bởi vì mục đích của giáo dục không chỉ là học hỏi tri thức mà còn là hành động thực tế. Đây chính là cuốn sách cho những hành động thực tế. Lời tựa này cũng giống như những lời tựa thông thường khác, có vẻ hơi dài dòng rồi. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu vào phần chính, mời các bạn xem chương 1. Chương 1. Những kỹ năng cơ bản trong giao tiếp ứng xử với mọi người. 1. Kịp thời khen ngợi, từ từ phê bình. Khi phải ứng xử với một người nào đó, hãy nhớ rằng không phải chúng ta đang ứng xử với một động vật lý luận mà là một động vật cảm tính. Carlyle đã từng nói, để có thể thấy điểm vĩ đại nhất của một vĩ nhân, hãy nhìn vào cách ông ta ứng xử với những kẻ hèn mọn. Vào ngày 7 tháng 5 năm 1931, người dân New York được chứng kiến một cuộc vây bắt rượt đuổi khủng khiếp chưa từng có. Hung thủ là một tay không rượu bia, không thuốc lá, biệt danh là hai súng. Hắn tên là Crowley, bị vây bắt trong tòa nhà chung cư của cô tình nhân. 150 viên cảnh sát trị an bao vây Crowley tại nơi ẩn náu của hắn trên tường thượng của tòa nhà chung cư. Họ đào một đường hầm và dùng đạn hơi cay để hun cho Crowley trui ra. Các nhân viên cảnh sát chĩa súng máy từ các tòa nhà bên cạnh. Qua hơn một tiếng đồng hồ, khu chung cư vốn yên tĩnh này của New York liên tục vang lên những tiếng súng máy, súng lục. Crowley nấp sau một chiếc ghế đầy vật ngụy trang, tay cầm súng ngắn liên tục bắn về phía cảnh sát. Hàng vạn người theo dõi cuộc vượt lộn giữa cảnh sát và tên tội phạm trong tâm trạng vừa khích động vừa hồi hộp. Những người đã sống lâu năm ở New York đều biết vụ việc như thế này chưa từng xảy ra từ trước đến nay. Khi Crowley bị bắt, cảnh sát trưởng đã nói Đây là một tên tội phạm nguy hiểm nhất trong lịch sử trị an New York. Hắn giết người như trẻ hành, hắn sẽ bị khép án tử hình. Nhưng hai súng tự nhận thức mình là hạng người như thế nào? Khi cảnh sát bao vây tòa nhà trung cư Crowley ẩn náu, hắn đã viết một bức thư ngỏ. Khi hắn viết, vết thương chảy máu đã đọng thành vết trên thư. Crowley viết, dưới manh áo này là một trái tim đã mệt mỏi, một trái tim nhân từ không muốn làm tổn thương đến ai cả. Trước sự kiện này không lâu, Crowley đã rong rủi ô tô cùng bạn gái. Một cảnh sát đột nhiên lại gần chỗ hắn lúc hắn đang đậu xe và nói Xin lỗi, xin cho tôi xem bằng lái xe của anh. Crowley không nói không rằng, rút xuống lục ra, chĩa vào viên cảnh sát bắn liền mấy phát. Tiếp đó hắn nhảy từ trong xe ra, rút khẩu súng của viên cảnh sát và tiếp tục bắn mấy phát nữa và sát chết. Đây chính là cái mà Crowley gọi là một trái tim đã mệt mỏi, một trái tim nhân từ không muốn làm tổn thương đến ai. Crowley đã bị kết án tử hình ngồi ghế điện. Khi bước vào phòng tử hình, bạn nghĩ rằng hắn sẽ nói gì? Có thể bạn nghĩ hắn sẽ nói Đây là hồi kết cho những tội ác mà tôi gây ra hay sao Không, điều hắn nói là Tôi chỉ muốn bảo vệ cho chính mình Tôi chỉ muốn tự vệ nên mới làm như vậy Câu chuyện này cho thấy hai súng Crowley không hề mảy may tranh móc bản thân mình Đây là thái độ thường thấy của các tội phạm ư Nếu bạn nghĩ vậy, hay là nghe câu nói dưới đây Tôi đã hiến dâng tất cả những ngày tháng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời cho mọi người Để họ được sống vui vẻ, hạnh phúc, sống một cuộc sống thoải mái Những cái mà tôi nhận được chỉ là sự sỉ nhục, sự truy đuổi đó là điều mà Al Capone, kẻ thù chung của toàn nước Mỹ, tên trùm tội phạm hung ác nhất hoành hành khắp vùng Chicago đã nói. Nhưng bản thân hắn lại luôn cho rằng mình là người có ích cho quần chúng, một người không được đón nhận vì đã bị hiểu lầm. Hugh, trước khi bị bắn chết tại New York cũng có cách thể hiện tương tự. Khi trả lời phỏng vấn của nhân viên, hắn nói hắn là một người có ích cho quần chúng. Thực ra ở New York, hắn là tên tội phạm khiến nhiều người căm phẫn. Tôi cũng đã từng có cuộc trao đổi thư từ thú vị với một người quản lý trại giam, ông ta nói. Trong trại giam của tôi, rất ít tội phạm thừa nhận mình là người xấu. Nhân tính của họ cũng giống như anh, như tôi. Họ có đủ các lý do. Họ sẽ nói với anh như thế này. Tại sao tôi phá kết an toàn? Tại sao tôi liên tiếp nổ súng bắn vào những người bị thương khác? Họ biện giải cho mình rằng đó là những hành động phản kháng lại hiện thực của xã hội. Vì vậy, chúng ta không nên giam họ lại. Nếu Al Capone, Crowley, Hugh và những tội phạm trong trại giam kia hoàn toàn không tự trách mình mà đổ lỗi cho xã hội. Vậy những người mà bạn và tôi tiếp xúc là những người như thế nào? Ông Warner Mac quá cố đã có lần thừa nhận như thế này mươi năm trước tôi đã biết rõ trách móc người khác là một điều ngu xuẩn. Dù tôi không trách thượng đế là đã không chia đều trí tuệ cho mọi người, nhưng quả thật việc khắc phục những khuyết điểm của bản thân cũng ngốn của tôi khá nhiều sức lực. Warner đã học được bài học này từ rất sớm, nhưng tôi thì đã phải mất 30 năm mù quáng đi lại trên trái đất này mới tỉnh ngộ ra được. Trong 100 người thì có đến 99 người không biết tự phê bình trong bất cứ việc gì, bất luận họ sai sót đến mức độ nào. Phê bình không có tác dụng gì cả, bởi nó sẽ khiến cho người ta dựng lên cho mình một rào chắn, đồng thời tìm mọi cách biện hộ cho mình. Phê bình cũng rất nguy hiểm, nó sẽ làm tổn thương đến lòng tự tôn, tự trọng của người khác và gây ra sự phản kháng ở họ. Các binh sĩ trong quân đội Đức khi phát sinh một sự việc gì đó không bao giờ được khiếu nại phê bình ngay lập tức. Anh ta phải ôm nỗi bực dọc đi ngủ cho đến khi nào nó tự tiêu biến. Nếu ngay lập tức thắc mắc thì sẽ bị phạt. Trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, hình như cũng có một quy luật tương tự như vậy. Bố mẹ thì hay phản nàn này nọ, vợ thì liền thoáng không thôi, ông chủ thì hay quát tháo om sòm và lại còn những loại người thích bới lông tìm vết làm người khác khó chịu. Trong hàng ngàn trang sử sách, bạn có thể tìm thấy rất nhiều ví dụ chứng minh cho việc phê bình chẳng đem lại hiệu quả gì hết. Cuộc tranh cãi nổi tiếng giữa tổng thống Roosevelt và Taft đã gây chia rẽ Đảng Cộng hòa và khiến Wilson bước chân vào nhà trắng để rồi cuộc đại chiến thế giới lần thứ nhất, ông đã để lại những dấu ấn dũng cảm và quang vinh, thậm chí đã thay đổi cả xu thế của lịch sử. Xin hãy để tôi trình bày nhanh về tình hình lúc đó. Năm 1908, khi rời nhà trắng, Roosevelt đã trao lại chiếc ghế tổng thống cho Taft rồi đi châu Phi săn sư tử. Khi trở về, thấy tác phong bảo thủ của Taft, ông rất phẫn nộ Ngoài việc công khai đảng kích táp, Roosevelt còn chuẩn bị ra tranh cử tổng thống một lần nữa. Đồng thời ông còn định là một đảng khác là đảng tiến bộ. Điều này gần như đã hủy diệt đảng cộng hòa. Trong kỳ tranh cử đó, Taft và Đảng Cộng hòa chỉ được sự ủng hộ của hai bang. Đó là sự thất bại lớn nhất của Đảng Cộng hòa. Roosevelt đã tranh móc Taft, nhưng liệu Taft có tự tranh mình hay không? Tất nhiên là không. Taft mắt tương dưng lệ nói: "Tôi không biết làm gì khác ngoại trừ những việc tôi đã làm." Vậy thì cuối cùng ai đã làm sai? Tôi không biết điều này, và cũng không cần quan tâm đến nó. Nhưng điều tôi muốn chỉ ra là những sự chia trách của Roosevelt không hề khiến Taft cảm thấy mình sai mà chỉ khiến Taft tìm mọi cách để biện hộ cho mình. Vụ bê bối dầu mỏ bạn có còn nhớ không? Nó đã khiến dư luận phẫn nộ mấy năm liền và đã gây chấn động cả nước Mỹ. Trong trí nhớ của mọi người, đời sống chính trị của Mỹ chưa từng có tình trạng như vậy. Dưới đây là quá trình thực tế của vụ bê bối này. Albert Fall, Bộ trưởng Nội vụ thời Tổng thống Harding đương nhiệm, được ủy nhiệm chủ trì cho việc thuê vùng dầu mỏ bảo lưu Teapot và Elk Hill. Đó là hai mỏ dầu chính phủ bảo lưu để dự định phục vụ cho hải quân sau này. Nhưng Phong có công khai gọi thầu không? Không, làm gì có chuyện đó. Cô đã dứt khoát đem bản hợp đồng béo bở này cho bạn của mình là Doheny. Còn Doheny thì sao? Ông ta đã đáp lại bằng việc trả nợ cho bộ trưởng Phong 100.000 đô la. Tiếp đó lợi dụng chức quyền của mình, Phong đã ra lệnh cho hải quân lục chiến xâm nhập vào khu vực đó, đuổi các đối thủ cạnh tranh đi để độc chiếm những giếng dầu và tài nguyên ở những vùng lân cận dưới áp lực của những họng súng và lưỡi dao những đối thủ cạnh tranh này phải ra đi nhưng họ không cam chịu nên đã tìm đến tòa án và tiết lộ nội tình sự kiện này có ảnh hưởng rất ghê gớm nó gần như đã hủy hoại toàn bộ chính quyền của Harding cả nước Mỹ xôn xao người người đều phẫn nộ đảng cộng hòa gần như đã bị hạ bệ Phone thì bị tống giam Phôn thực sự đã bị một phen rất đầu mẻ chán mà trong lịch sử đời sống chính trị Mỹ rất ít người bị khiển trách nặng nề đến vậy nhưng ông ta có hối hận không 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 một chút nào Vài năm sau, Hoover trong một bài diễn thuyết công khai đã ám chỉ rằng cái chết của tổng thống Harding là do sự kích thích về tinh thần và tâm trí ưu phiền gây ra bởi một người bạn đã bán đứng ông. Khi đó, vợ của Phone cũng có mặt, nghe thấy câu này, bà đứng phát dậy, ôm đầu, nói một giọng lạc đi trong tiếng khóc. Cái gì? Ông Harding bị Phone bán đứng ư? Không, chồng tôi chưa bao giờ phụ lòng ai cả. Chính ông ấy đã bị người khác bội bạc và phải chịu đựng hình phạt. Qua những câu chuyện này cho thấy, thiên tính của con người là đã phạm sai lầm nhưng lại luôn trách móc người khác mà không trách chính bản thân mình. Mỗi chúng ta đều như vậy cả. Vì thế nên ngày mai khi bạn định chê trách một ai đó điều gì, hãy nghĩ đến Al Capone, nghĩ đến Crowley và nghĩ đến Ford. Tự phê bình đó giống như chú chim bồ câu, nó sẽ luôn biết đường quay trở về nhà. Chúng ta cần hiểu rằng khi chúng ta khiển trách một ai đó, người đó sẽ tìm mọi cách để tự biện hộ cho mình và sẽ trách ngược lại chúng ta. Giống như Taff, ông ta đã nói, tôi không biết làm gì khác ngoài những điều mà tôi đã làm. Ngày 15 tháng 4 năm 1965, đó là một buổi sáng thứ bảy, Lincoln nằm trong phòng ngủ của một căn hộ chung cư giản dị. Tòa nhà chung cư đối diện với nhà Hartford, nơi ông đã bị bắn thân thể cao gầy của Lincoln nằm trên một chiếc giường ngắn và võng xuống ở giữa. Bức tường gần đó có treo một bức tranh phục chế hội trợ ngựa. Ngọn đèn dầu tỏa ra ánh sáng mờ mờ u ám. Lincoln đã nằm đó cho đến lúc qua đời. Bộ trưởng lục quân Stanton đã nói, nằm đó là một vị nguyên thủ hoàn mỹ nhất thế giới. Vậy bí quyết thành công trong đối nhân xử thế của Lincoln là gì? Tôi đã từng mất khoảng 10 năm để nghiên cứu về cuộc đời của Lincoln. Đồng thời, tôi cũng đã mất trọn vẹn 3 năm để viết một bộ sách về ông. Tôi đặt tên cho bộ sách là Một bộ mặt ta chưa biết rõ về Lincoln tôi tin rằng sự nghiên cứu kỹ cảm của tôi về nhân cách và cuộc sống gia đình của ông đã đạt đến cực hạn mà bất cứ người nào có thể làm được. vì thế tôi đã tìm hiểu những điểm liên quan trong phương pháp ứng xử của Lincoln để làm một phương pháp nghiên cứu đặc thù khác. Lincoln đã bao giờ tự thiện phê bình người khác hay chưa? có chứ, khi còn trẻ sống ở bang Indiana, ông không những đã phê phán mà còn làm thơ để cười nhạo người khác. ông đem những gì mình viết giải trên những con đường mà mọi người thường qua lại và nhất định sẽ lượm được nó. trong đó có một bức thư khiến người ta ác cảm về ông suốt đời. sau khi treo biển làm luật sư ở bang Illinois. Ông vẫn viết bài đăng báo, công khai đả kích những người đối địch với ông. Nhưng việc như vậy ông chỉ làm một lần. Mùa thu năm 1842, Lincoln đã chế nhạo một chính khách tự cao tự đại người Ireland. Ông đã viết một bức thư nặc danh đăng trên báo địa phương để châm biếm ông này và khiến cả thị trấn được một phen cười cợt. Vị chính khách này vốn rất nhạy cảm và tự kiêu. Sự việc ấy khiến ông ta nổi cơn thịnh nộ. Khi tìm ra người viết bức thư này, ông ta đã nhảy ngay lên ngựa, lập tức đi tìm Lincoln và đòi quyết đấu. Lincoln vốn không thích đánh nhau nên phản đối việc quyết đấu. Song vì thể diện của bản thân, ông không thể không nhận lời đối thủ của ông để ông chọn vũ khí vì có hai cánh tay khá dài nên Lincoln đã chọn mã tấu ông đã luyện dùng mã tấu với một sinh viên tốt nghiệp trường sĩ quan quân đội đến ngày tháng đã định Lincoln và vị chính khách kia gặp nhau ở bờ sông Mississippi chuẩn bị cho cuộc đấu sống còn đến tận phút cuối cùng dưới sự dàn xếp của những người trợ đấu của hai bên cuộc đấu cuối cùng mới dừng lại lần đó với Lincoln thật đáng sợ nhưng nó cũng đem lại cho Lincoln một bài học về đối nhân xử thế ông không bao giờ còn viết những bức thư những bài báo lăng nhục người khác và cũng không bao giờ cười nhạo người khác nữa từ lần đó trở đi, ông gần như không bao giờ phê bình bất cứ ai vì bất cứ việc gì. Trong thời kỳ cuộc nội chiến Mỹ, Lincoln lần lượt phái rất nhiều tướng lĩnh để thống soái quân đội đi chiến đấu, song hết người này đến người khác đều bị thất bại thảm hại, khiến Lincoln rơi vào trạng thái thất vọng, ủ rột, một mình ông đi đi lại lại trong phòng. Có đến nửa dân số trong nước xôn xao chỉ trích những vị tướng thất bại, nhưng Lincoln thì vẫn giữ được thái độ ôn hòa. Ông thích nhất là câu cách ngôn, đừng bình phẩm người khác để tránh người khác bình phẩm lại mình. Khi vợ mình và một số người khác bình luận một cách canh nghiệt về những người ở phía Nam, Lincoln đã trả lời thế này. Đừng có chê bai họ, chúng ta mở vào điều kiện như họ cũng chẳng khác gì họ đâu. Nhưng nếu một ai đó có quyền chê trách người khác thì đó chính là Lincoln. Chúng ta hãy xem dẫn chứng sau đây. Tối ngày mùng 4 tháng 7, tướng Lee của quân đội phía Nam bắt đầu rút quân về phía Nam. Lúc đó cả nước Mỹ đang bị mưa lụt. Khi đoàn quân thất bại rút đến bờ sông, nước sông chảy xiết trước mặt không thể qua được. Lúc ấy liên quân thắng trận đang ở phía sau, Lee và quân sĩ của ông ở vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Lincoln biết đây là một cơ hội tốt để tiêu trừ quân đội của Lee và lập tức kết thúc cuộc chiến. Lòng ông ngập tràn hy vọng. Lincoln hạ lệnh cho Meade không cần hiệu triệu hội nghị quân sự mà ngay lập tức tập kích quân đội của Lee. Đầu tiên ông hạ lệnh bằng điện báo, sau đó phái đặc phái viên đến yêu cầu Meade lập tức hành động. Nhưng vị tướng quân này đã xử lý như thế nào? Hành động mà Meade thực hiện trái ngược hẳn với mệnh lệnh của Lincoln. Ông đã triệu tập một hội nghị quân sự đi ngược lại với mệnh lệnh của Lincoln, đồng thời còn trần trừ không quả quyết. Meade tìm mọi cớ để vin vào. Nhưng trên thực tế, Ông cự tuyệt việc tập kích của quân đội phía Nam. Cuối cùng, nước sông rút xuống, Lý và các quân sĩ của ông đã rút chạy được. Tại sao biết lại làm như vậy? Sau khi biết sự việc, Lincoln vô cùng tức giận. Cô nói với con trai mình: "Trời ơi, thế này là thế nào? Quân đội Lý đã ở trong tầm tay của chúng ta, chỉ cần thò tay ra chúng sẽ là của ta. Trong tình huống như thế, bất cứ một tướng lĩnh nào cũng có thể đem quân đi đánh bại Lý, nếu để tự ta đi, ta cũng có thể bắt sống bọn chúng rồi." Trong lúc thất bại tột cùng, Lincoln đã viết một bức thư cho Mitch trong khoảng thời gian này, Lincoln đã luôn tự khắc chế mình. Ông rất cẩn thận trong việc dùng câu chữ. Vì vậy, bức thư của Lincoln đã gửi cho Mít vào năm 1963 phải là một sự chia trách nghiêm khắc. Nội dung bức thư của Lincoln viết cho Mít như sau. Tướng quân thân mến của ta, ta không biết ông đã lĩnh hội ra chưa, rằng sự trốn thoát của quân Ly là một việc đáng buồn và có quan hệ rất hệ trọng. Hắn đã ở trong tầm tay của chúng ta, nếu bắt được hắn và cộng thêm những chiến thắng ở những nơi khác trong thời gian gần đây của chúng ta, thì lập tức có thể kết thúc cuộc chiến này. Nhưng phán đoán theo tình hình hiện nay, chiến sự sẽ kéo dài vô tận thứ hai tuần trước ông còn không thể tập kích thành công quân đội của lee thì sau này sao ông có thể lại tấn công chúng được ta không kỳ vọng rằng giờ đây ông có thể có được thêm một thành công lớn nữa vì ông đã để mất đi một cơ hội ngàn vàng điều này khiến ta cảm thấy vô cùng đau khổ theo suy đoán của bạn khi đọc bức thư này mít sẽ thế nào nhưng tướng mít đã không bao giờ đọc được bức thư ấy vì lincoln đã không gửi thư đi bức thư chỉ được tìm thấy trong các giấy tờ của lincoln khi ông đã qua đời tôi có cách nghĩ thế này đây chỉ là suy đoán của riêng tôi sau khi viết thư xong linh cô nhìn ra ngoài cửa sổ và tự nhủ hãy từ từ nào đừng vội vàng thế này ta ngồi trong nhà trắng yên tĩnh thế này hạ lệnh cho mít tấn công đó là việc thật dễ dàng nhưng nếu ta đến chiến trường tận mắt nhìn thấy biết bao nhiêu máu đã chảy như mít đã nhìn thấy tại ta, ta cũng nghe thấy những người sắp chết dê la có lẽ ta cũng không vội vã tấn công ngay cô ly nếu ta cũng có tình yếu đuối như mít có lẽ ta cũng làm y như vậy bây giờ thì mọi chuyện đã an bài không thể thay đổi được nữa nếu gửi bức thư này đi cố nhiên sẽ giải tỏa được nỗi bực dọc trong ta. Nhưng tướng Mít cũng sẽ tìm được cách biện hộ cho mình. Ông ấy sẽ trách móc ta, ác cảm với ta. Hơn thế, nó còn ảnh hưởng đến hiệu quả của việc giữ chức tư lệnh của ông ấy, thậm chí có thể khiến ông ấy từ chức. Suy trước tính sau, Lincoln đã không gửi bức thư ấy đi mà để nó vào một chỗ. Từ những kinh nghiệm xương máu của mình, Lincoln biết rằng sự phê bình, trách cứ nặng nề mãi mãi không bao giờ đem lại hiệu quả. Tổng thống Roosevelt khi còn đứng trước, mỗi lần gặp vấn đề gì khó khăn, ông lại ngồi tựa lưng vào thành ghế, ngửa người ra phía sau, Nhìn bức tranh Lincoln rất lớn treo trên tường và tự hỏi, nếu đứng trước khó khăn này, Lincoln sẽ làm gì? Và sau này, khi muốn phê bình người khác, bạn hãy lấy trong túi ra một tờ 5 đô la, hãy nhìn vào hình ảnh của Lincoln trên đó và tự hỏi, nếu gặp tình huống này, Lincoln sẽ xử trí ra sao? Đối với những người thân quen của bạn, bạn có muốn họ thay đổi, điều chỉnh hoặc tiến bộ hay không? Có chứ. Vậy thì còn gì bằng? Nhưng tại sao lại không bắt đầu từ chính bạn? Nếu cứ đứng trên lập trường ích kỷ mà nói, việc bắt đầu cải thiện từ chính bản thân mình có lợi hơn rất nhiều so với việc thay đổi người khác. Tôi rất thích câu nói như thế này. Nếu trong sự tranh luận của một cá nhân, sự phê phán bắt đầu từ chính anh ta, thì trên một phương diện nào đó, anh ta đã không còn ở mức tầm thường nữa rồi. Khi còn trẻ, tôi rất thích được người khác biết đến mình. Tôi đã từng viết một bức thư cho một tác giả nổi tiếng trên văn đàn Mỹ. Khi ấy tôi đang chuẩn bị viết một bài về các tác giả trên văn đàn trong một tạp chí. Do vậy, tôi xin ông ấy nói cho tôi biết về phương pháp viết văn của mình. Vài tuần sau, tôi nhận được một bức thư trên đó có kèm một câu Thư đọc cho người khác chép, chưa xem lại. Câu này khiến tôi rất chú ý, tôi tin rằng đây là một nhân vật tầm cỡ và chắc chắn là rất bận rộn. Tôi thì chẳng bận rộn gì, nhưng tôi lại muốn vội vã gây sự chú ý với đại tác gia này. Sau khi viết một bức thư phúc đáp ngắn gọn, đằng sau tôi cũng ghi vào thêm một câu: Thư đọc cho người khác chép, chưa xem lại. Tác giả ấy đã không viết thư lại cho tôi, chỉ gửi trả bức thư đó của tôi. Phía dưới có viết ngoái thêm vài chữ. Thái độ bất kính của anh không có gì phải bàn thêm. Đúng vậy, tôi đã làm sai. Có thể tôi đáng bị chê trách như vậy, nhưng cái nhân tính cố hữu của con người vẫn khiến tôi rất hận. Tôi cứ ôm mối hận ấy trong lòng, thậm chí đến 20 năm sau, khi hay tin ông ấy qua đời, trong lòng tôi vẫn còn hận ông ấy. Xong tôi lại thấy xấu hổ khi phải thừa nhận rằng ông ấy đã để lại một sự tổn thương trong lòng tôi. Hãy nghĩ nếu ngày mai bạn gây ra một sự phẫn nộ khiến một ai đó hận mình đến 10 năm, thậm chí là cho đến lúc chết, có thể bạn sẽ bỏ qua một số lời phê bình dễ gây kích động đến người khác. Khi ứng xử với một người, cần nhớ là không phải bạn đang ứng xử với một động vật lý luận mà là một động vật cảm tính. Phê bình là một loại ngồi nổ nguy hiểm một loại ngòi nổ có thể khiến kho thuốc nổ lòng tự tôn trong bạn bùng nổ. Sự bùng nổ này có lúc khiến người ta đi vào ngõ cụt. Benjamin Franklin khi còn trẻ không hề lanh lợi, nhưng ông lại trở thành một người rất có khả năng đối nhân xử thế, thậm chí đã từng đảm nhiệm chức vụ đại sứ Mỹ tại Pháp. Bí quyết thành công của ông là Tôi không nói những điểm không tốt của bất cứ ai mà nói ra những điểm tốt mà tôi biết được ở họ. Bất cứ một người nào dù ngu xuẩn đến đâu cũng biết cách phê bình và chỉ trích người khác. Nhưng nếu muốn biết khoan hòa, thấu hiểu thì cần phải bỏ nhiều công sức để rèn rũa nhân cách và khắc phục bản thân. Kalai đã từng nói, muốn thấy cái vĩ đại của một vĩ nhân, hãy nhìn cách người ấy đối xử với những người ti tiện. Cả bạn và tôi, tại sao lại phải phê bình người khác nhỉ? Hãy đừng phê bình tranh móc và oán thán người khác, việc nhìn vào những điểm tốt, những ưu điểm của họ tốt hơn rất nhiều. hai, Những sự khen ngợi chân thành Tiến sĩ John Dewey đã nói Trong nhân tính của con người, xúc cảm mạnh nhất là ham muốn trở thành nhân vật quan trọng Schwab thì nói thế này Tôi cho rằng sống giữa mọi người có được khả năng kích thích sự nhiệt thành của người khác là tài sản lớn nhất của tôi Phương pháp phát huy đầy đủ tài năng của mỗi người của tôi chính là sự khen ngợi và khích lệ Trên đời này chỉ có một phương pháp có thể sai khiến được bất kỳ ai đi làm bất cứ việc gì Bạn đã bao giờ tĩnh tâm lại để nghĩ về điều này chưa? Đúng vậy, chỉ có một phương pháp đó là khiến cho người ấy tình nguyện muốn đi làm. Hãy nhớ rằng không còn biện pháp nào cả. Đương nhiên, bạn có thể dùng một khẩu súng chĩa vào đầu một người, người đó sẽ ngoan ngoãn đưa đồng hồ đeo tay cho bạn. Bạn có thể dùng biện pháp dọa đổi việc để bắt nhân viên của bạn nghe theo lời của bạn. Bạn cũng có thể dùng cách dọa đánh đòn để một đứa trẻ làm theo những gì bạn muốn. Sau những biện pháp thô lỗ ấy sẽ dễ gây ra những phản ứng cực đoan và bất lợi. Phương pháp duy nhất mà tôi có thể dùng để sai khiến bạn làm bất cứ việc gì, đó chính là đem đến cho bạn tất cả những gì mà bạn cần. Vậy bạn cần những gì? Một nhà tâm lý học nổi tiếng của thế kỷ 20, tiến sĩ Sigmund Freud đã từng nói thế này. Tất cả những gì mà tôi và bạn làm đều xuất phát từ hai động cơ. Đó là những rung động về tính dục và ham muốn trở thành vĩ nhân. Một nhà triết học nổi tiếng của Mỹ, giáo sư John Dewey trên phương diện này đã dùng câu chữ có cách kiến giải hơi khác. Trong nhân tính của con người, xúc cảm mạnh mẽ nhất là ham muốn trở thành nhân vật quan trọng. Hãy ghi nhớ ham muốn trở thành nhân vật quan trọng là một câu nói rất quan trọng. Trong cuốn sách này, bạn sẽ gặp rất nhiều những điều liên quan đến câu nói này. Vậy bạn cần những gì không nhiều lắm, nhưng những thứ mà bạn thực sự cần thì bạn không dễ gì bỏ qua việc theo đuổi nó. Nói chung mỗi người trưởng thành đều cần có. Thứ nhất là đảm bảo về sức khỏe và sinh mạng, thứ hai là đồ ăn, thứ ba là giấc ngủ, thứ tư là tiền bạc và những thứ mà tiền có thể mua được, thứ năm là sự đảm bảo cho cuộc sống tương lai, thứ sáu là sự thỏa mãn cuộc sống tình dục, thứ bảy là hạnh phúc của con cái, thứ tám là cảm giác được người khác trọng thị. Hầu hết những nhu cầu này đều có thể được thỏa mãn, nhưng trong đó có một dạng nhu cầu giống như những nhu cầu về đồ ăn và giấc ngủ, vừa gần gũi lại vừa khó đạt được. Đó là điều mà Freud gọi là ham muốn trở thành vĩ nhân Còn Dewey thì gọi là ham muốn trở thành người quan trọng Lincoln có lần viết thư đã mở đầu bằng câu Mỗi người đều thích được người khác nịnh nọt William James cũng đã từng nói thế này Bản chất cố hữu của con người là khát cầu được người khác trọng thị Ông đã không dùng chữ hy vọng hay ham muốn mà dùng chữ khát cầu Đây là cơn đói đau khổ luôn cần giải tỏa của con người Nếu biết chân thành thỏa mãn cơn đói trong nội tâm ấy của một người Bạn sẽ nắm được anh ta trong tầm tay Ham muốn cảm giác được tự trọng là điểm khác biệt giữa con người và những loài động vật khác. Có một ví dụ thế này. Hồi ấy khi còn là một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình nông dân ở Missouri, bố mẹ tôi có nuôi được một giống lợn tốt và một giống bò mặt trắng. Khi đó chúng tôi thường trưng bày lợn và bò ở hội trợ gia súc và từng giành rất nhiều giải thưởng. Bố tôi dùng kim đính những giải lụa xanh của giải thưởng lên một mảnh vải trắng. Mỗi lần có bạn hữu đến chơi, ông lại lấy mảnh vải đó ra rồi mỗi bố con tôi cầm một đầu dương lên cho khách xem. Lợn và bò thì chẳng để tâm đến giải lụa xanh mà chúng giành được. Nhưng bố tôi thì vô cùng trân trọng những giải thưởng này vì chúng đã đem đến cho ông cảm giác tự trọng. Giả sử như tổ tiên của chúng ta không có dạng cảm xúc này, chắc chắn là chúng ta cũng có văn hóa chẳng khác động vật là bao. Chính những ham muốn cảm giác tự trọng này đã kích thích một người bán hàng tạp hóa nghèo khó, một người không được ăn học tử tế, lật tung cả đống thùng gỗ trong cửa hàng để tìm ra được một vài cuốn sách luật mà anh ta đã mua với giá 5 cent để đọc. Có lẽ bạn cũng đã từng nghe về người bán hàng tạp hóa ấy, anh ta tên là Lincoln. Cũng chính những ham muốn cảm giác được trọng thị này mà đã kích thích Dickens viết nên tác phẩm bất hủ của mình khiến Warren hoàn thành được thiết kế của mình, khiến Rockefeller tích lũy được một số tiền mà cả đời ông tiêu không hết. Chính ham muốn này đã khiến bạn mặc vào người những bộ quần áo mới nhất, lái những chiếc xe hơi sang trọng nhất, bàn luận về những đứa con thông minh và lanh lợi của mình. Cũng chính ham muốn này đã khiến nhiều thanh niên trở thành tội phạm. Một vị nguyên là cảnh sát trưởng đã từng nói với tôi: Ngày nay, thông thường tội phạm của thanh niên là do sự theo đuổi hư hỏng và mù quáng. Sau khi bị bắt, yêu cầu đầu tiên của họ là được đọc những tờ báo lá cải viết về họ giống như những anh hùng, Họ chỉ cần nhìn thấy hình ảnh của mình giống như những danh nhân Einstein, Lincoln, Roosevelt được đăng trên báo chí. Việc vào phòng hành hình, ngồi trên ghế điện dường như chẳng có nghĩa lý gì với họ. Giả sử bạn nói với tôi bạn đã thỏa mãn nhu cầu quan trọng này như thế nào, tôi có thể nói bạn là ai. Lấy một ví dụ, cách Rockefeller làm để có được sự trọng thị là quyên tiền xây dựng một bệnh viện hiện đại ở nước ngoài và giúp đỡ những người dân nghèo khổ. Như một người khác, Dillinger, lại có cách làm khác. Hắn đã đi theo con đường tà đạo, trở thành một tên sát thủ, một tên cướp ngân hàng. Khi bị cảnh sát truy đuổi, hắn trốn chạy đến một nông trang ở Missouri hắn đã nói với những người nông dân đang khiếp sợ ta là dillinger dường như hắn cảm thấy tự hào vì thân phận là kẻ thù chung số một của xã hội ta sẽ không làm hại ai ta sẽ không làm hại các người nhưng các người cần phải biết ta chính là dillinger đúng vậy sự khác biệt lớn nhất giữa dillinger và rockefeller là họ đã làm gì để có được cảm giác tự trọng trong lịch sử có rất nhiều câu chuyện về các doanh nhân đã tranh đấu vì sự tự trọng như thế nào thậm chí ngay cả george washington cũng muốn người khác gọi mình là vị tổng thống tối cao của nước mỹ columbus thì xin hoàng gia phong cho chức danh hải dương đại tướng và thống đốc ấn độ nữ hoàng nước Nga Catherine thì nhất định không bóc những bức thư không ghi rõ kính gửi nữ hoàng. Phu nhân tổng thống Lincoln đã có lần quát mắng bà Grant giữa nhà trắng. Ta chưa mời sao bà đã dám cả gan ngồi đối diện với ta? Có nhiều triệu phú đã tài trợ cho Bert thực hiện chuyến thám hiểm Nam Cực kèm theo một điều kiện là lấy tên họ đặt trong một số hòn đảo bang ở đó. Đại văn hào Victor Hugo thậm chí đã muốn đổi cả tên thủ đô Paris thành tên của mình. Để được người khác đồng tình chú ý và có cảm giác được tôn trọng, nhiều người đã cố ý giả bệnh, giống như phu nhân của tổng thống William McKinley đã bắt chồng mình phải gạt bỏ bao nhiêu công việc quan trọng để túc trực bên giường vỗ về cho bà ngủ mỗi lần như vậy phải mất đến vài tiếng đồng hồ điều này khiến phu nhân mckinley cảm thấy mình quan trọng trong thời gian chữa răng bà đã luôn giữ ông ở bên cạnh mình có lần tổng thống mckinley có hẹn với người khác và không thể không để bà ở lại một mình trong viện răng bà đã vô cùng hờn giận tôi cũng biết một câu chuyện về một thiếu nữ trẻ trung và giỏi giang vì muốn được người khác quan tâm và chăm sóc đã giả bệnh cô đã nằm trên giường suốt 10 năm bà mẹ già của cô hàng ngày phải leo lên ba tầng gác để mang cơm cho cô ăn một hôm bà mẹ già vì quá mệt nhọc đã qua đời khi đó bệnh nhân trên giường bỗng nhiên ngồi dậy được, bệnh tật trên người cũng biến đi đâu hết. Một số chuyên gia tuyên bố rằng con người có thể thực sự hóa điên để tìm kiếm cảm giác tự trọng trong thế giới ảo tưởng, điều mà họ không thể tìm thấy được trong thế giới hiện thực lạnh lùng và khô khan. Trong các bệnh viện ở Mỹ, số bệnh nhân thần kinh nhiều hơn rất nhiều so với những loại bệnh nhân khác. Nếu bạn đã trên 15 tuổi và bạn sống ở New York, bạn có thể có 1 phần 20 nguy cơ phải sống 7 năm trở lên trong bệnh viện tâm thần. Nguyên nhân dẫn đến sự rối loạn thần kinh là gì? Không có ai có thể trả lời chính xác câu hỏi này, Tuy nhiên, chúng ta biết có một vài bệnh tật như bệnh giang mai có thể gây tổn hại đến tế bào thần kinh dẫn đến những bất ổn về thần kinh. Trên thực tế, thì một nửa số nguyên nhân gây ra bệnh thần kinh quy về các nhân tố như sinh lý, tăng nghẹn não bộ, rượu bia, độc tố và các tổn thương bên ngoài. Nhưng một sự thực đáng kinh hãi là một nửa số bệnh nhân thần kinh có bộ não hoàn toàn bình thường. Qua xét nghiệm tử thi, nếu đem soi não bộ của những bệnh nhân này dưới kính hiển vi, thì ta sẽ thấy chúng khỏe mạnh bình thường như não bộ của bạn và của tôi vậy. Vậy thần kinh của những người này tại sao lại không bình thường? gần đây tôi đã đặt một câu hỏi như vậy cho một vị bác sĩ chuyên điều trị cho những bệnh nhân tâm thần. Vị bác sĩ này rất nổi tiếng vì những kiến thức uyên bác trong lĩnh vực bệnh lý thần kinh. Ông thành thực nói với tôi rằng ông cũng không biết tại sao người ta lại bị rối loạn thần kinh. Sau ông giải thích thế này: với rất nhiều bệnh nhân tâm thần, họ tìm thấy cảm giác tự trọng mà trong thế giới thực họ đã không thể có được. Vị bác sĩ này đã kể cho tôi nghe một câu chuyện thực. Hiện giờ tôi đang có một bệnh nhân. Cuộc hôn nhân của cô ấy là một bi kịch. Những thứ mà cô ấy cần là tình yêu, con cái và danh vọng xã hội nhưng cuộc sống thực tế không giống như những gì cô mộng tưởng. Chồng cô không yêu cô, thậm chí còn không muốn ngồi ăn cùng cô mà bắt cô phục dịch, mang đồ ăn lên tận tầng trên cho anh ta. Cô ta không có con cái cũng chẳng có địa vị xã hội. Cuối cùng, sự tiếp diễn cuộc sống buồn khổ ấy đã khiến cô phát điên. Bây giờ, trong thế giới ảo tưởng của cô, cô đã ly dị chồng, lấy lại tên thời con gái. Cô ấy tin rằng chồng mình là một quý tộc hoàng gia người Anh và luôn yêu cầu người khác gọi mình là phu nhân. Cũng trong thế giới ảo tưởng ấy, cô đã có con. Mỗi lần tôi đến thăm, cô đều nói, Bác sĩ ạ, à, đêm qua tôi đã sinh một đứa con. Câu chuyện này có bi thảm không? Tôi không biết. Nhưng vị bác sĩ này nói, tôi có thể chữa lành bệnh cho cô ấy để cô ấy hồi phục lại sự tỉnh táo, nhưng tôi không muốn làm như vậy. Cô ấy bây giờ hình như đang có được niềm vui sướng mà cô ấy thực sự trông đợi. Nhìn một cách tổng thể, những người thần kinh không bình thường dường như vui vẻ hơn chúng ta. Nhiều người cảm thấy thả tâm thần còn sung sướng hơn là tại sao họ lại không như vậy? Họ đã giải quyết được những vấn đề của mình. Họ có thể dễ dàng ký cho bạn một tờ séc vài triệu đô hoặc viết một bức thư giới thiệu bạn đến gặp một người nổi tiếng. Trong cõi mơ ấy, họ tìm được cảm giác tự tôn mà họ hàng mong muốn. Nếu một người nào đó quá đói khát cảm giác tự trọng, thậm chí là phát điên lên để thỏa mãn nó. Hãy thử nghĩ xem nếu trước khi họ phát điên lên, chúng ta thành thực khen ngợi họ, động viên họ thì khi ấy hành động của tôi và bạn sẽ tạo ra điều kỳ diệu như thế nào. Tôi được biết một người đạt mức lương hàng triệu đô la một năm, đó là Charles Schwab. Andrew Carnegie, một ông chủ không lấy gì làm hào phóng, tại sao lại trả cho Schwab mức lương cao như vậy? Có phải vì Schwab là một nhân tài xuất chúng hay không? Không, không phải như vậy. Vậy thì có phải là Schwab có chuyên môn đặc biệt về chế tạo gang thép hay không? Cũng không phải. Schwab đã từng nói với tôi thế này. Có nhiều người dưới quyền của ông về phương diện chế tạo gang thép, họ giỏi hơn ông rất nhiều. Sở dĩ Schwab được hưởng mức lương cao như vậy vì ông có khả năng ứng xử và đối đãi rất đặc biệt. Dưới đây là những gì chính miệng ông kể lại với tôi. Những lời nói này đáng được khắc vào bia đồng và treo trước cửa của mỗi gia đình, trường học, cửa hiệu, văn phòng làm việc. Những lời này từ khi còn nhỏ đã nên học cho thuộc. Nếu chúng ta có thể làm theo được những điều này, cách sống của chúng ta sẽ hoàn toàn khác trước. Sharp nói thế này. Tôi cho rằng sống giữa mọi người có được khả năng kích thích sự nhiệt thành của người khác là tài sản lớn nhất của tôi. Phương pháp phát huy đầy đủ tài năng của mỗi người của tôi chính là sự khen thưởng và khích lệ. Ông cũng nói, trên đời này, cái dễ hủy hoại chỉ hướng của một người nhất chính là sự phê bình của cấp trên. Tôi chưa bao giờ phê bình ai, tôi chỉ khích lệ và động viên công việc của họ. Tôi vội vàng khen ngợi và chậm chạp trong việc tìm kiếm lỗi lầm. Nếu nói tôi thích gì, thì đó chính là thành thật trong lời khen ngợi, rộng rãi trong khen ngợi. Những điều mà Schwab vẫn làm trái ngược hẳn với những gì mà thông thường chúng ta hay làm. Những người bình thường chúng ta nếu không thích việc gì, chúng ta sẽ tìm mọi cách để bới móc và chê bai. Còn nếu như chúng ta thực sự thích thì sao? Thì chúng ta im lặng, chẳng nói gì. Schwab còn nói, cả cuộc đời giao thiệp rộng rãi, gặp gỡ với bao nhiêu người nổi tiếng ở khắp nơi trên thế giới, tôi vẫn chưa tìm thấy một người nào dù vĩ đại đến đâu lại không thành công hơn trong sự nghiệp khi được động viên khen ngợi hơn là khi bị chê trách và phê bình. Đúng vậy, điều mà Schwab nói chính là một lý do nổi bật trong những thành tựu đáng kinh ngạc của Andrew Carnegie người được mệnh danh là ông vua thép. Andrew Carnegie không che giấu mà luôn luôn công khai khen ngợi nhân viên của mình, thậm chí ngay cả trên bia mộ ông cũng thể hiện điều đó. Ông đã yêu cầu khắc trên bia mộ của mình dòng chữ sau: An nghỉ nơi đây là một người luôn biết cách thâu dụng những người thông minh hơn mình. Khen ngợi chân thành cũng là một bí quyết thành công trong cách đối nhân xử thế của Rockefeller. Khi cộng sự của ông do áp dụng những biện pháp chưa thỏa đáng nên đã thua lỗ trong một vụ làm ăn ở Nam Mỹ, gây tổn thất hàng triệu đô la cho công ty. Rockefeller đã không hề chỉ trích hay phê bình người đó Ông biết người ấy đã cố hết sức, hơn nữa việc này cũng đã kết thúc. Rockefeller còn cố tìm cách khen ngợi cộng sự rằng nhờ ông mà 60% số vốn còn giữ lại được. Rockefeller nói thế này. Thế là đã khá lắm rồi. Chuyện làm ăn không phải lúc nào cũng được như ý. Ziegfeld là một ông bầu nổi tiếng nhất Broadway. Ông có khả năng khiến các cô gái Mỹ tăng thêm ánh hào quang. Rất nhiều lần, ông đã biến các cô gái tầm thường mà chẳng ai muốn nhìn lâu thành một minh tinh yêu kiều trên sân khấu. Ông thấu hiểu giá trị của sự khen ngợi và niềm tin. Ông thường lấy sự ân cần săn sóc để khích lệ các cô gái, khiến họ tin rằng mình thực sự đẹp. Ông rất coi trọng sự thực tế, ông tăng lương cho các diễn viên từ 30 lên 175 đô la một tuần. Song ông cũng rất lãng mạn. Trong đêm diễn đầu tiên, bao giờ ông cũng gọi điện cho diễn viên chính và tặng những bó hồng tươi cho cả các cô đào phụ. Tôi đã từng bị phong trào nhịn ăn giảm béo mê hoặc một thời. Tôi đã không ăn uống gì trong vòng 6 ngày 6 đêm. Tình trạng ấy kỳ thực cũng không khó khăn lắm. Đến ngày thứ sáu thì cảm giác đói không còn bằng ngày thứ hai nữa. Nhưng bạn và tôi đều biết rằng nếu ai đó để những người thân hoặc nhân viên của mình 6 ngày không có gì ăn thì người đó nhất định sẽ có cảm giác tội lỗi. Sau chúng ta lại thường xuyên để những nhân viên của mình 6 ngày, 6 tuần, thậm chí là 60 năm không có lấy một lời khen ngợi. Những sự khích lệ về tinh thần không phải là cũng quan trọng như đồ ăn hay sao? Chúng ta chăm lo cho con cái, bạn bè, nhân viên những chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Những dinh dưỡng cung cấp cho lòng tự tôn của họ lại ít ỏi đến thế nào? Chúng ta cho họ ăn bít tết bò, khoai tây chiên để bồi dưỡng thể lực, nhưng lại bỏ qua những lời khen ngợi, những lời ôn tồn với họ. Một số độc giả khi đọc đến đây có thể sẽ nói Điều này đã cũ thích rồi Tầng bốc hay nịnh nọt ư Tôi đều đã thử qua rồi Chẳng có tác dụng gì đâu Nhất là với những người có giáo dục, có tri thức Đương nhiên cái trò nịnh bợ thì không thể qua mắt được những người sáng suốt Nó thể hiện sự hời hợt, nông cạn và ích kỷ Nhưng những lời khen ngợi chân thành xuất phát từ đáy lòng thì lại vô cùng cần thiết Có một ví dụ như thế này Hai anh em nhà Tiffany đã kết hôn rất nhiều lần và hôn thê của họ đều là những người nổi tiếng, những minh tinh màn bạc, diễn viên kịch nghệ hoặc những tiểu thư thừa kế gia sản hàng triệu đô la. Họ có sức quyến rũ ghê gớm gì vậy? Shen John đã nói thế này trên tạp chí tự do. Sức hấp dẫn của anh em nhà Tiffany với phụ nữ bấy lâu nay vẫn còn là một câu đố. Ông nói tiếp, Nicole, một nữ nghệ thuật gia có khả năng phân biệt đàn ông rất tài tình, có lần đã giải thích thế này. Họ biết cách nhịn đầm và đã ứng dụng nó thành công hơn tất cả những người khác. Sức hấp dẫn của họ chính là ở đó. Khen ngợi và nịnh nọt tóm lại khác nhau ở chỗ nào? Điều này thật dễ nhận biết. Khen ngợi là sự chân thành, còn nịnh nọt là điều giả dối. Khen ngợi xuất phát từ đáy lòng, còn nịnh nọt chỉ từ đầu lưỡi trở ra khen ngợi là vì lợi ích của người khác còn nịnh nọt là sự ích kỷ lời khen ngợi khiến ai cũng vui lòng còn sự nịnh nọt khiến người ta khinh bỉ dưới chân pho tượng bản thân Obregon ở thành phố mexico có khắc một câu danh ngôn của ông trở nên sợ hãi kẻ thù tấn công mà nên đề phòng bạn bè nịnh bợ không dứt khoát là không tôi không khuyên các bạn đi nịnh nọt người khác đó là hai điều hoàn toàn khác nhau tôi đang muốn nói với bạn về một phương thức sống một phương thức sống mới hoàng đế anh george năm có treo một bộ canh ngôn gồm 6 điều trên tường của căn phòng đọc sách trong cung điện Buckingham. Trong đó có một điều viết rằng: Hãy dạy tôi không định bợ và không nghe những lời khen ti tiện. Những lời khen ti tiện đó chính là sự giải thích cho khái niệm nịnh nọt. Tôi đã từng nghe một câu chuyện về sự nịnh bợ và cảm thấy đáng ghi chép ra đây. Nịnh bợ là nói trắng ra với người khác rằng bạn là một kẻ vụ lợi. Triết gia Emerson đã từng nói, ngôn ngữ không giấu nổi bản tính. Nếu chỉ cần biết định nọt và tăng bốc là được, thì bất cứ ai cũng có thể trở thành những chuyên gia về quan hệ ứng xử giữa người với người rồi. Khi không suy nghĩ về một vấn đề xác định nào đó thì thông thường 95% thời gian của chúng ta dùng vào việc suy nghĩ về chính bản thân mình. Nhưng bây giờ, nếu bạn thử dừng nghĩ về mình một lát và bắt đầu nghĩ về những ưu điểm của người khác, chắc chắn là bạn sẽ không dùng những lời nịnh nọt mà chưa nói đã thấy giả dối kia. Emerson nói, tất cả những người mà tôi đã từng gặp đều có những điểm hơn tôi. Tôi học hỏi ở họ những điều đó. Điều mà Emerson nói thật là chính xác và đáng để chúng ta coi trọng. Hãy ngừng những suy nghĩ và thành tựu và những nhu cầu của mình để suy nghĩ những ưu điểm của người khác hãy quên đi sự tâng bốc nịnh nọt mà thay vào đó là sự khen ngợi chân thành mọi người sẽ trân trọng những điều mà bạn nói và dù cho bạn đã quên đi việc đó rồi họ sẽ vẫn ghi nhớ trong lòng mãi mãi hãy tặng cho mọi người những lời khen ngợi chân thành của bạn ba thích nghi với hoàn cảnh Khiêu gợi lòng ham muốn Harry Ford từng nói thế này Nếu có một bí quyết thành công thì đó chính là khả năng đứng trên lập trường của người khác Dùng quan điểm của anh ta để suy nghĩ giống như đang dùng chính quan điểm của bạn vậy Nếu đọc cuốn sách này, bạn chỉ đạt được một điều là bạn sẽ luôn luôn tự biết đặt mình vào địa vị của người khác Để suy nghĩ và dự đoán mọi việc Thì đó chính là bước chuyển biến lớn nhất trong cuộc sống và sự nghiệp của bạn Vào mùa hè tôi thường vác cần đi câu cá Bản thân tôi rất thích ăn món dâu tây trộn với bơ tươi Nhưng tôi phát hiện ra rằng vì một lý do kỳ lạ nào đó mà bọn cá chỉ thích ăn run mà thôi cho nên khi câu cá, tôi không nghĩ xem mình thích ăn gì, mà nghĩ xem bọn cá thích ăn gì. Tôi cũng không dùng dâu tây trộn bơ tươi để làm mồi câu, mà phải dùng run hoặc cào cào. Lúc ấy tôi có thể nói với lũ cá rằng, chúng mày có muốn nếm thử không nào? Sao bà lại không áp dụng điều này để câu người nhỉ? Có một người đã từng hỏi Thủ tướng Anh Lloyd George thế này. Tại sao các lãnh tụ thời chiến khác đều đã về nghỉ hưu, còn ông thì vẫn tại vị? Ông ta trả lời như sau. Những chức cao vọng trọng mà tôi có được đều quy về một lý do đó là bởi vì tôi biết khi câu cá phải thả mồi gì tại sao chúng ta cứ chỉ nói về điều mà mình cần điều đó thật là trẻ con và vô lý đương nhiên bạn luôn cần chú ý đến nhu cầu của mình và bạn sẽ luôn như vậy nhưng cần phải biết rằng đa số những người khác họ cũng giống như bạn thôi điều mà họ quan tâm trước hết là chính bản thân họ cách duy nhất trên đời này có thể tác động đến người khác là hãy bàn về cái mà họ cần và bảo cho họ cách làm thế nào để có được nó ngày mai nếu bạn muốn nhờ ai đó làm gì hộ mình hãy nhớ kỹ câu nói đó hãy thử xem một tỷ dụ như thế này nếu bạn muốn con bạn không hút thuốc bạn không cần huấn luyện nó mà chỉ cần nói với nó rằng hút thuốc sẽ khiến nó không thể tham gia vào đội bóng chày hoặc không thể chiến thắng trong cuộc thi chạy 100m. Bất kể là bạn đang ứng xử với một đứa trẻ, một con bò hay một con khỉ, bạn cũng cần phải chú ý điều này. Có một lần, Emerson và con trai của ông muốn lùa một con bê vào chuồng. Họ đã phạm phải một sai lầm thường thấy là chỉ nghĩ đến những điều mình cần mà không nghĩ xem con bê kia muốn gì. Emerson thì đẩy, con trai ông thì kéo, nhưng con bê kia cũng giống như họ, chỉ nghĩ đến cái mà nó muốn nên nó cứ chằn lại, nhất quyết không chịu rời bãi cỏ cô giữ việc đứng gần đó thế hết mọi chuyện tuy cô chẳng biết viết văn viết sách nhưng ít nhất trong tình huống này cô hiểu rõ thói quen và cảm nghĩ của con bê kia hơn cả cha con nhà emerson cô đút ngón tay cái của mình vào miệng con bê để nó mút mát tay mình rồi dịu dàng dỗ nó đi vào chuồng từ khi sinh ra trên cõi đời này xuất phát điểm của tất cả những hành động của bạn đều là vì bản thân của bạn vì muốn đạt được những thứ mà bạn cần giả sử bạn đóng góp cho hội chữ thập đỏ 100 đô la thì sao nhỉ điều đó cũng không ngoại trừ đâu bạn đóng góp 100 đô la ấy là vì bạn muốn làm một việc thiện hoặc cũng có thể là bạn ngại từ chối nên mới quyên tiền hoặc vì người hội trưởng đã đề nghị bạn. Chỉ có một điều chắc chắn, đó là bạn quên tiền là vì bạn cần một điều gì đó. Giáo sư Harry Overstreet trong cuốn tác động đến những hành vi con người đã viết: Hành động là do những ham muốn của con người sinh ra. Nếu sau này bạn muốn thuyết phục người khác, lời khuyên tốt nhất là bất kể trong làm ăn, trong gia đình, trường học hay chính trị, trước tiên hãy tác động vào những nhu cầu bức thiết nào đó của đối phương. Nếu làm được điều này, bạn sẽ thuận lợi mọi bề. Còn nếu không, bạn sẽ phấp phải rất nhiều trở ngại. Ông vua thép Andrew Carnegie thời niên thiếu là một chú bé nghèo khổ ở Scotland. Thời ấy, ông đi làm chỉ được trả công giá 2 cent một giờ. Thế mà sau này, ông đã bỏ ra đến 365 triệu đô la để làm từ thiện. Từ rất sớm, ông đã biết phương pháp duy nhất tác động được đến người khác là quan trọng nhu cầu của anh ta. Tuy chỉ được đi học ở trường lớp có 4 năm, vậy mà ông đã được học cách ứng xử với người khác như thế nào? Andrew có một câu chuyện rất đáng để chúng ta suy nghĩ. Chị dâu của ông có hai đứa con đi học đại học xa nhà. Vì bận những việc riêng tư nên chúng quên cả việc viết thư về nhà không nghĩ gì đến mẹ chúng đang lo lắng và nhớ nhung chúng đến như thế nào. Biết việc này, Andrew đã nghĩ ra một cách khiến chúng chắc chắn phải viết thư về ngay. Ông viết thư hỏi han hai đứa cháu và tái bút rằng ông có gửi kèm cho mỗi đứa một tờ 5 đô la, nhưng lại cố tình không bỏ tiền vào phong bì. Đúng như ông dự đoán, hai đứa cháu gửi thư trả lời về rất nhanh. Chúng cảm ơn ông chú và thắc mắc rằng chúng đã không nhận được tiền. Vậy thì ngày mai khi muốn yêu cầu một ai đó làm việc gì, trước tiên bạn hãy tự hỏi, mình phải làm thế nào để anh ta chấp nhận được việc ấy? Tôi có thuê phòng khiêu vũ ở một khách sạn New York để tổ chức các buổi diễn thuyết có một lần tới kỳ diễn thuyết, tôi đột ngột nhận được thông báo của khách sạn đòi tăng tiền thuê lên gấp 3 lần. Trong khi đó, buổi diễn thuyết của tôi đã được quảng cáo, vé cũng đã được in đâu vào đấy cả rồi. Tất nhiên là tôi không muốn trả số tiền tăng thêm đó. Nhưng tôi nói với chủ khách sạn về những điều mà tôi muốn thì phòng có ích gì? Cái mà họ chú ý tới là họ cần gì kia? Vì thế nên hai ngày sau, tôi đến gặp vị giám đốc của khách sạn và nói với ông ta rằng Khi nhận được thông báo của ông, tôi đã hơi hoảng hốt. Đương nhiên tôi không thể trách ông được. Nếu ở địa vị của ông, chắc là tôi cũng sẽ làm như vậy là một giám đốc tất nhiên ông phải nghĩ đến lợi ích của khách sạn rồi nếu không thì người ta cũng chẳng để ông giữ cái chức vụ ấy xong nếu ông vẫn giữ quyết định tăng giá thuê lên thì bây giờ hãy để tôi lấy ra một mảnh giấy và viết ra để ông xem những cái lợi cái hại thế là tôi lấy ra một mảnh giấy và vẽ một đường thẳng chia nó làm hai cột cột lợi và cột hại tôi viết ở cột lợi dòng chữ phòng khiêu vũ trống và nói tiếp nếu ông có thể thuê làm vũ trường thu nhập rất cao cao hơn nhiều so với việc cho tôi thuê làm phòng diễn thuyết nếu để tôi sử dụng nó trong 20 buổi tối chắc chắn ông sẽ bị thiệt thòi số lời ấy nhưng bây giờ, hãy nghe tôi nói về mặt kia. Tôi không chấp nhận yêu cầu của ông. Với tôi, đơn giản là vì tôi không thể trả nổi số tiền tăng thêm ấy. Tôi đành tổ chức diễn thuyết ở nơi khác. Nhưng mặt khác, ông cũng nên xem xét một điều. Cuộc diễn thuyết của tôi có sự tham dự của nhiều bậc trí thức và những người có địa vị cao sang trong xã hội. Với khách sạn của ông, đó không phải là một gì quảng cáo tốt hay sao? Trên thực tế, nếu ông bỏ ra 5.000 đô để quảng cáo, thì cũng không thể có nhiều người biết đến khách sạn của ông, nhiều như số người đến dự buổi diễn thuyết của tôi, có đúng không nào? Tôi đưa tờ giấy cho vị giám đốc và nói, Tôi hy vọng là ông sẽ cân nhắc kỹ về cái lợi cái hại và thông báo cho tôi quyết định cuối cùng. Ngày hôm sau tôi nhận được thư của vị giám đốc khách sạn thông báo rằng tiền thuê chỉ tăng lên 50% chứ không phải là 300% nữa. Hãy chú ý rằng tôi không hề mảy may đả động đến việc giảm tiền thuê phòng. Những gì mà tôi nói đều là những gì mà đối phương cần và cách anh ta làm thế nào để có được nó. Nếu tôi làm theo cách của những người bình thường, xông thẳng vào phòng vị giám đốc kia để lý luận, tôi có thể đã nói thế này. Vé tôi đã in, quảng cáo tôi đã làm xong cả rồi, giờ ông đột ngột đòi tăng giá thuê gấp 3 lần, vậy là có ý gì? tăng 300%, trăm phần trăm buồn cười thật không hợp tình hợp lý chút nào tôi không trả thêm tiền đấy làm vậy thì sao nào tranh luận rất dễ dẫn đến cãi nhau và kết quả là gì chứ cho dù vị giám đốc kia biết rằng mình sai nhưng vì lòng tự tôn thì việc ông ấy thừa nhận lỗi sai của mình cũng khó mà xảy ra được về nghệ thuật xây dựng mối quan hệ giữa người với người có một lời khuyên rất xác đáng thế này henry ford nói nếu có một bí quyết thành công thì đó chính là khả năng đứng trên lập trường của người khác dùng quan điểm của anh ta để suy nghĩ giống như đang dùng quan điểm của chính bạn vậy Đúng vậy, tôi cần phải nhắc lại câu nói của Henry Ford một lần nữa. Nếu có một bí quyết thành công, thì đó chính là khả năng đứng trên lập trường của người khác, dùng quan điểm của anh ta để suy nghĩ giống như đang dùng quan điểm của chính bạn vậy. Đơn giản là vậy, rõ ràng như vậy. Bất cứ ai cũng có thể tìm ra cái nguyên lý đơn giản đó, nhưng có đến 90% số người trên thế giới này bỏ qua cái điều đơn giản ấy. Tôi có thể dẫn ra vài ví dụ. Sáng mai, bạn hãy xem những bức thư trên bàn làm việc của bạn. Bạn có thể sẽ thấy rất nhiều người đã vi phạm cái quy tắc thông thường này dưới đây là một bức thư của vị trưởng phòng quảng cáo vô tuyến điện của một công ty quảng cáo rất lớn có chi nhánh trên toàn nước Mỹ gửi cho những người quản lý ở các sở vô tuyến điện ở nước Mỹ. Trong hoặc là những kiến giải phản ứng sau khi đọc. Ông Blank thân mến, công ty chúng tôi luôn muốn giữ địa vị hàng đầu trong lĩnh vực quảng cáo bằng vô tuyến điện. Ai mà quan tâm đến mong muốn của công ty ông chứ? Tôi còn đang đau đầu vì bao nhiêu việc của tôi đây. Ngân hàng thì đang hủy bỏ quyền thế chấp tài sản của tôi, sâu bọ thì đang hoành hành cây cỏ trong vườn nhà tôi. Tối qua thì thị trường giao dịch lại rối loạn. Sáng nay thì tôi lỡ mất tàu hỏa vào lúc 8 giờ 15 Tối hôm qua thì nhà của James tổ chức dạ hội mà không mời mình. Bác sĩ nói tôi bị huyết áp cao, bị viêm dây thần kinh. Công ty của chúng tôi có khách hàng quảng cáo trên cả nước. Những chương trình quảng cáo của chúng tôi từ trước đến nay khiến cho chúng tôi có một địa vị cao hơn các hãng khác. Tự cao quá đấy, hãng của các ông lắm tiền, lúc nào cũng là số 1. Thế thì sao nào? Cho dù công ty của ông có lớn bằng tất cả những công ty ô tô, điện khí hay tổng bộ lục quân Mỹ hợp lại thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Ông nên biết rằng tôi chỉ quan tâm xem tôi lớn thế nào chứ không phải ông lớn thế nào. Chúng tôi muốn dùng những thông tin mới nhất ở sở vô tuyến điện để phục vụ những khách hàng của chúng tôi. Ông muốn, ông muốn, đồ con lừa ngu ngốc. Tôi chẳng cần biết ông muốn gì hay Mussolini muốn gì. Nói cho ông biết nhé, tôi chỉ chú ý đến cái mà tôi muốn mà thôi. Trong cái bức thư vô nghĩa lý này của ông thì chẳng có từ nào đả động đến điều đó. Vì vậy, ông nên xếp công ty chúng tôi vào danh sách ưu tiên, cung cấp cho chúng tôi chương trình và thời gian biểu chi tiết để chúng tôi tiện lựa chọn giờ phát sóng. Danh sách ưu tiên, ông tự thổi phòng công ty của ông lên khiến tôi cảm thấy mình như nhỏ bé lắm ấy. Muốn tôi xếp ông vào danh sách ưu tiên ư? Vậy mà đến cả chữ xin ông cũng chẳng thèm đả động đến. Ông hãy trả lời gấp và cung cấp cho chúng tôi thông tin về những hoạt động gần đây nhất của các ông. Điều này là có lợi cho cả hai bên. Đồ khùng, đúng là đồ khùng. Ông gửi cho tôi một tờ in mực dầu, một bức thư dưới dạng thông báo các nơi nhăn nhản như lá rụng mùa thu mà lại đòi tôi viết thư phúc đáp ngay trong lúc tôi đang chăm công nghìn việc như thế này. Trả lời gấp là sao chứ? Chẳng lẽ ông không biết rằng tôi đang bận rộn chẳng khác gì ông hay sao? Tôi hỏi ông, ai cho ông cái quyền căn dặn tôi như vậy? Ông nói là có lợi cho cả hai bên ư? Cuối cùng ông mới bắt đầu nhắc đến cái lập trường của tôi, nhưng có lợi với tôi như thế nào thì ông lại mơ hồ không nói rõ được ngoài ra tôi gửi kèm đây bản sao kế hoạch quảng cáo để ông tham khảo nếu ông muốn phát nó trên đài của ông mãi đến cuối thư mới chỉ ra được một điểm có ích cho tôi tại sao ông không đem nó ra trước đi ông cũng chẳng khác gì người của những công ty quảng cáo khác tự phụ một cách ngu xuẩn đúng là cái đồ đầu óc của vấn đề một người suốt đời theo đuổi nghề quảng cáo và tự cho rằng mình có khả năng ảnh hưởng đến người khác lại viết một bức thư như vậy đấy thế thì làm sao chúng ta có thể đánh giá cao ông ta được dưới đây là một bức thư khác của ông chủ một trạm vận chuyển lớn gửi cho ông Edward Vermeeren, một người theo học trong lớp của tôi. Bức thư này sẽ tác động thế nào đến người nhận thư? Chúng ta hãy đọc nó trước rồi tôi sẽ nói với bạn điều đó. Ký gửi ông Edward Vermeeren. Do đa số khách hàng đều giao đến ga của chúng tôi vào chập tối hôm qua, khiến ga chúng tôi vô cùng vất vả. Tình trạng này dễ dẫn đến việc hàng hóa bị tồn động. Nhân viên của chúng tôi đã phải làm thêm giờ, các xe tải đã phải hoạt động hết công suất và rất dễ gây hậu quả là giao nộp hàng chậm tiến độ ngày 10 tháng 11 vào lúc 4 giờ 20 chiều, chúng tôi đã nhận được lô hàng gồm 150 kiện của quý công ty. Để giảm đi những ảnh hưởng bất lợi do việc giao hàng chậm gây ra, chúng tôi hy vọng có được sự hợp tác tích cực của quý công ty. Chúng tôi đề nghị sau này, nếu phải giao nhận một lô hàng lớn, liệu có thể chuyển hàng đến ga chúng tôi sớm hơn hoặc chuyển một phần đến từ buổi sáng được không? Biện pháp này sẽ có lợi cho công việc của quý công ty, cũng như giúp xe tải của chúng tôi vận chuyển được nhanh chóng. Khi ấy chúng tôi đảm bảo sau khi nhận được hàng sẽ lập tức giao hàng. Kính thư, giám đốc. Đọc xong bức thư này, ông Vemilen viết cảm tưởng của mình rồi đưa cho tôi xem hiệu quả của bức thư này trái ngược hẳn với những mong muốn của người viết đầu thư người viết muốn trình bày về những khó khăn của ga vận chuyển thông thường thì đây không phải là điều mà tôi quan tâm sau đó người viết kêu gọi sự hợp tác của chúng tôi nhưng họ không hề nghĩ đến việc điều đó có tiện lợi cho chúng tôi hay không cuối thư mới có đoạn nhắc đến nếu chúng tôi hợp tác sẽ giúp xe vận chuyển nhanh hơn và sẽ bảo đảm giao hàng ngay sau khi nhận được nói cách khác điều mà chúng tôi quan tâm nhất thì lại được nhắc đến cuối cùng khiến cho hiệu quả của bức thư phản tác dụng và không còn thể hiện được tinh thần hợp tác nữa bây giờ chúng ta hãy thử tìm cách sửa bức thư này cho hợp lý hơn không cần phải lãng phí thời gian nói ra những vấn đề của chúng ta như Henry Ford nói. Chúng ta hãy đứng trên lập trường của người khác, dùng quan điểm của anh ta để suy nghĩ giống như anh ta dùng quan điểm của chính bạn vậy. Dưới đây là một cách sửa, chưa chắc đã là cách hay nhất, nhưng có lẽ cũng tốt hơn nhiều so với bức thư kia. Ông Vemilen thân mến, 14 năm qua, quý công ty của ông luôn là khách hàng mà chúng tôi rất chào đón. Lẽ đương nhiên sự chiếu cố của quý công ty khiến chúng tôi vô cùng cảm kích và luôn mong muốn được phục vụ quý công ty một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Nhưng chúng tôi cảm thấy rất có lỗi khi phải đề cập đến một việc như thế này. Đó là lô hàng lớn của quý công ty vào ngày 10 tháng 11, mãi chập tối mới đến, do vậy dịch vụ của chúng tôi không thể đáp ứng được. Nguyên nhân là vì có rất nhiều khách hàng khác cũng chuyển hàng tới vào khoảng thời gian này, gây ra hiện tượng quá tải và làm chậm tiến độ giao hàng của quý công ty. Tình trạng như vậy thực sự không tốt, nhưng làm thế nào có thể tránh được đây? Nếu có thể được, xin quý công ty chuyển hàng đến cảng vào buổi sáng. Như vậy các xe tải có thể chuyển nhanh chóng hơn, quý công ty cũng sớm nhận được hàng mà nhân viên của chúng tôi cũng được nghỉ sớm hơn một chút. Đọc xong bức thư này, xin quý công ty đừng cho rằng chúng tôi muốn sửa đổi phương cách làm việc của quý công ty. Mục đích viết thư này của chúng tôi chỉ là mong muốn được phục vụ quý công ty tốt hơn nữa. Chúng tôi biết ông vô cùng bận rộn, nên xin ông không cần mất thời gian phúc đáp thư này. Kính thư giám đốc. Hiện nay có hàng ngàn người bán hàng mệt mỏi, chán nản, thu nhập thấp đang lang thang trên đường. Tại sao vậy? Vì họ chỉ suy nghĩ và tính toán tới cái mà họ cần, chứ không chú ý xem những thứ mà họ bán có phải là thứ mà người khác cần hay không. Nếu đó là cái chúng ta cần, thì tự chúng ta sẽ phải đi tìm mua. Nguyên nhân là điều chúng ta chú ý tới chỉ là giải quyết những vấn đề của chúng ta. Nếu mặt hàng mà người đó bán có thể đáp ứng được nhu cầu của chúng ta thì chẳng cần họ phải đến chào mời tới tấp, chúng ta cũng sẽ tìm mua hàng của họ. Khách hàng luôn thích chủ động mua hàng hơn là bị chào mời mua. Thế nhưng có rất nhiều người cả đời làm công việc bán hàng mà không biết đặt mình vào vị trí của người mua. Có một ví dụ thế này. Tôi sống ở một tòa nhà chung cư ở trung tâm New York. Một hôm đang trên đường đi ra bến xe, tôi tình cờ gặp một đại lý kinh doanh nhà đất. Ông ta đã làm trong lĩnh vực này nhiều năm rồi. Ông ta rất thông hiểu về tòa nhà chung cư tôi đang ở. Vì thế tôi hỏi ông, căn hộ mà tôi đang ở làm bằng vật liệu gì? Ông ta trả lời tôi rằng ông ta không biết và bảo tôi nên đi hỏi ban tư vấn của tòa nhà đó. Sáng sớm hôm sau, tôi nhận được một bức thư của ông ấy. Thư ông ta thông báo về điều mà tôi muốn biết ư? Nếu thế thì cũng chẳng cần phải viết thư, một cú gọi điện khoảng 60 giây là đủ rồi. Nhưng không phải như vậy, hay ông ta bảo tôi đi hỏi ban tư vấn? Cũng không phải. Cuối cùng thì hóa ra là chào mời tôi làm bảo hiểm. Ông ta chẳng hề quan tâm xem nên giúp đỡ tôi như thế nào mà chỉ chú ý đến việc của mình. Có lẽ tôi nên đem tặng ông ta hai cuốn sách mang tên hãy biết cho tặng cuộc sống và chia sẻ hạnh phúc tôi tin rằng nếu ông ấy thực hiện được những triết lý trong đó thu nhập của ông ta chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều những người rất chuyên nghiệp cũng thường xuyên mắc phải lỗi này mấy năm trước tôi đến phòng khám của một bác sĩ tai mũi họng ở philadelphia trước khám họng xong cho tôi ông bác sĩ đã hỏi tôi làm nghề gì ông ta không hề chú ý xem họng tôi sưng to hay nhỏ mà chỉ quan tâm xem túi tiền của tôi đầy hay vơi ông ta không quan tâm đến việc giúp đỡ tôi giải quyết vấn đề của tôi điều ông ta chú tâm nhất là ông ta sẽ móc được bao nhiêu tiền từ túi của tôi Tôi rất coi thường nhân cách của ông ta nên đã bỏ ý định khám bệnh và đi ngay ra khỏi phòng khám đó. Trên đời này, những loại người như vậy nhiều vô số kể, tham lam và ích kỷ. Những số còn lại không nhiều lắm, họ không ích kỷ. Họ biết là nếu vì người khác thì ngược lại họ sẽ thu được rất nhiều lợi ích. Nhà kinh tế chứ danh Odi Yang đã từng nói: Một người biết tự đặt mình vào địa vị của người khác, hiểu được tâm tư tình cảm của họ thì người đó sẽ không cần phải lo nghĩ về tương lai của mình. Nếu đọc cuốn sách này, bạn chỉ cần học được một khả năng thôi. Bạn sẽ luôn biết đặt mình vào địa vị của người khác để suy nghĩ, dự định và cùng quan điểm với đối phương để quan sát và phán đoán xu hướng phát triển của sự việc. Thì đó chính là sự chuyển biến quan trọng nhất trong sự nghiệp của bạn. Có nhiều người đã học qua đại học, học vấn khá sâu rộng, nhưng họ không bao giờ phát hiện ra được rằng trái tim của họ có thể phát huy tác dụng như thế nào. Một lần tôi tổ chức một lớp học diễn thuyết hiệu quả cho những nhân viên trẻ trình độ đại học của một công ty tư vấn máy lạnh và đã tìm ra một tài liệu để làm ví dụ. Có một người muốn khuyên người khác đi đánh bóng rổ, anh ta nói thế này. Tôi muốn các cậu đi chơi bóng rổ. Tôi thích bóng rổ nhưng mấy lần trước đến sân vì thiếu người nên không thể chia đội được. Tôi hôm đó đánh chơi tranh bóng không cẩn thận thế nào, bóng đập vào mắt tí bầm cả lên. Hy vọng ngày mai các cậu đến chơi để chúng ta có thể chia đội thi đấu được. Anh ta có nói bạn cần gì không? Trong khi anh ta hoàn toàn có thể nói với bạn rằng chơi bóng rổ có thể kích thích ăn uống, khiến cho tinh thần sảng khoái, thân thể khỏe mạnh. Trong lớp học của tôi có một vị học viên, anh ta rất lo lắng về đứa con của anh ấy vì nó rất nhẹ cân, nó không chịu ăn gì cả. Vợ chồng anh thường xuyên mắng nó, bắt nó phải ăn cái này, ăn cái kia cho trông lớn. Thế nhưng đứa trẻ ấy có chú ý đến những lời này không? Nó chẳng chú ý gì hết, cũng giống như bạn chẳng thèm để ý đến bữa đại tiệc không liên quan gì đến bạn. Chỉ có những bậc cha mẹ không hiểu biết mới mong muốn một đứa trẻ lên 3 tuổi có phản ứng với những bài giảng của bố mẹ nó. Nhưng cuối cùng thì anh ta cũng nhận ra rằng điều đó là không hợp lý. Vì thế anh ta tự nhủ, con mình cần gì nhỉ? Làm thế nào để điều mình muốn kết hợp được với cái mà con mình cần? Nghĩ được đến điều này, vấn đề của anh ta trở nên dễ giải quyết hơn rất nhiều. Con anh ta có một chiếc xe ba bánh, nó thích đi xe ba bánh trên con đường trước nhà. Đứa con của nhà hàng xóm là đứa trẻ rất hư, nó lớn hơn con anh ta và thường xuyên giành xe của con anh để đi. Mỗi lần như vậy con anh lại khóc lóc chạy về nhà mách với mẹ và anh ta lại phải ra lấy lại xe cho con chơi. Hầu như ngày nào cũng như vậy. Vậy con anh muốn gì? Chẳng cần phải suy nghĩ sâu xa anh cũng biết. Sự tự tôn, tự trọng, tức tối như bản năng vốn có của con người trong nó khiến cho nó muốn trả đũa, muốn đập vỡ mũi cái đứa trẻ hư kia. Nếu ông bố bà mẹ kia nói với nó rằng chỉ cần ăn những thứ mà bố mẹ bảo con ăn, con sẽ mau lớn và có thể đánh lại thằng bé hư kia. Sau khi thực hiện được điều đó, anh học viên kia không còn phải lo lắng về việc ăn uống của con nữa. Đứa con của anh ta bây giờ ăn được mọi thứ, thịt cá, rau củ. Nó muốn ăn nhiều để lớn nhanh và có thể đánh lại thằng bé kia. Nhưng việc ấy xong xuôi rồi lại có vấn đề khác phát sinh. Thằng bé có tật xấu đã hay đáy dầm, buổi tối thì nó ngủ với bà, sáng dậy sờ giường ướt bà nó mắng. Cháu xem này, tối hôm qua lại đáy dầm rồi. Nhưng thằng bé luôn trả lời thế này. Không cháu không đánh dầm là bà đấy chứ Bố mẹ mắng nó đánh nó Mẹ nó nhiều lần bảo nó không được làm như vậy Nhưng thằng bé vẫn không sửa được tật đáy dầm Ông bố liền tự đặt câu hỏi Làm thế nào để sửa được thói quen xấu này của con mình nhỉ Vậy thằng bé muốn gì Thứ nhất nó muốn mặc quần áo ngủ giống như của bố Chứ không phải giống như của bà Bà nó hôm nào cũng bị nó quấy dày không ngủ ngon được Bà rất muốn thằng bé sửa cái tật này Nên rất vui lòng mua cho nó một bộ đồ ngủ khác Điều thứ hai là nó muốn ngủ riêng một giường Bà nó cũng không phản đối Mẹ nó đưa nó đến cửa hàng bách hóa, bà nháy mắt ra hiệu với cô bán hàng rồi nói: "Chàng trai nhỏ này muốn mua đồ đây." Cô bán hàng hiểu ý, giả bộ như đứa trẻ là một nhân vật quan trọng. "Cậu muốn mua gì nào?" Cậu bé kiễng chân cho cao lên một chút và trả lời: "Cháu muốn mua một chiếc giường." Khi nhìn thấy chiếc giường muốn mua, mẹ đưa bé lại ra hiệu cho cô bán hàng. Cô bán hàng nói với thằng bé chiếc giường đáng yêu và hữu dụng như thế nào. Thế là chiếc giường được mua về. Tối hôm ấy chiếc giường đã được chuyển đến. Khi bố về, thằng bé chạy ra cửa và nói lớn: Bố ơi, lên xem cái giường con tự đi mua này. Ông bố lại gần chiếc giường và nói với đứa con. Con sẽ không làm chiếc giường này ướt phải không nào? Không, con sẽ không làm như vậy đâu. Thằng bé lắc đầu trả lời. Thằng bé đã giữ lời hứa của nó vì người lớn đã khéo gợi lòng tự ái của nó. Thằng bé không còn đáy dầm ra giường nữa vì đó là cái giường mà nó tự đi mua. Một ông bố khác cũng là một thành viên trong lớp học của tôi. Ông ta có một đứa con gái 3 tuổi, không bao giờ chịu ăn sáng, mọi sự móng mỏ và dỗ dành đều vô hiệu. Đứa trẻ đó rất thích bắt chước mẹ nó, giống như mình đã là người lớn vậy. Vì thế vào một hôm, hai vợ chồng anh cho nó đứng trên một chiếc ghế và để nó tự làm bữa sáng. Đây chính là điều mà đứa trẻ muốn. Trong lúc nó đang làm, ông bố làm như vô tình bước vào. Đứa bé liền khoe. Bố ơi xem này, con đang tự nấu bữa sáng đấy. Và bữa sáng hôm ấy chẳng cần ai phải dỗ dành hay mắng mỏ, đứa bé cũng đã ăn hai bát một cách ngoan ngoãn. Chính vì nó cảm thấy hứng thú với việc này, nó tự thấy mình quan trọng. Với việc tự làm một bữa sáng, nó như có cơ hội để thể hiện mình. Một chuyên gia đã từng nói rằng, thể hiện mình là nhu cầu quan trọng nhất trong những nhân tính của con người. Vậy tại sao trong công việc chúng ta không biết ứng dụng biện pháp tâm lý học tương tự như vậy? Vậy bạn hãy biết cách kêu gợi lòng ham muốn nhiệt thành của người khác. Tổng kết những kỹ năng cơ bản trong giao tiếp ứng xử giữa người với người. Quy tắc thứ nhất, đừng phê bình, trách móc hay oán thán người khác. Quy tắc thứ hai, khen ngợi một cách thành tâm và chân thực. Quy tắc thứ ba, hãy khêu gợi ham muốn của người khác.